đi, từ ra đây đi. Để của em đi nè. Hello mấy chị. À, chào chị Nhật Nam Hồng, vô chia sẻ đi mấy chị. Like trưa giờ là quên quay game mấy chị, mà like này là quay game nè. Like này cái gì? Em bắt đền chị gì chị Vân? Cái gì mà mới vô bắt đền chị là sao? U là trời là nghiệp nữa đó. Nghiệp đó. Anh chị chia sẻ like tặng em tặng cho mấy chị cái like này nha. Là trưa like, cắt like, cắt like, cắt like liên tục nên là không có tặng quà game cho mấy chị được, nhưng mà like này có tặng nha mấy chị. Like này có tặng tính tối nay ớt nghỉ cho thằng Đặng like thay. Thấy em hút nó than thở tội nghiệp quá. Nó không biết đường đâu rờ nè. Nên là thôi em lên cái này cho mấy chị. Chị ơi, anh chị chia sẻ em tặng cho mấy chị một cái phần quà game. Tặng, đây là có tặng. Em lên cho mấy chị một cái dòng riêng nói về rễ gió. Là em này là một cái dòng hoa thơm đệ nhất. Rất là thơm và cực kỳ làm bông. Và chỉ là nói chung là nó là dòng rễ gió duy nhất trên thị trường. Kiếm cho em cặp bò tím cao bằng cây ba sâm nó tím đi. Bò tím mà có. Mà đi kiếm cho. Cao hả? U là trời, làm khó nhau trời. Bò tím cao hả? Bò bằng ba sâm nó tím luôn hả? Nó cao như sen rồi, giờ đâu có nhớ đâu. Đâu có nhớ cây của chị cao như sen đâu. Riêng nói về dòng rễ gió. Nói lại nha mấy chị. Thì em xin phép giới thiệu với mấy chị dòng này. Là dòng hoa thơm đệ nhất. Nếu mà nói về đen nâu nắng, dòng hoa thơm đệ nhất thì người ta sẽ nghĩ ngay đến đó là cây Bensuda. Còn riêng về dòng rễ gió, hoa thơm đệ nhất mà lưu 24 tiếng đồng hồ cho mấy chị, mà mùi thơm ngọt ngào là gì anh chị biết không? Anh chị đoán thử em. Anh chị đoán thử là cái cây gì? Riêng về dòng rễ gió, cái dòng gì? Hoa thơm cho mấy chị thơm cực kỳ là ngọt, lưu hương cho mấy chị 24 tiếng đồng hồ là dòng gì mấy chị? Thử coi. Lên tặng cho mấy chị cây đó. Em có tặng mà lô cây này về lùm dữ lắm lùm luôn. Rất là lùm. Mà bữa bán cho mấy chị một thân đúng không? Bữa gì bán một thân đúng mấy chị? Bây giờ bán cho mấy chị cây lùm luôn. Một lùm. Một lùm luôn cho chị mình luôn. Cái gì? Cái gì mà chà neo? Cái gì Hải Yến? Hải Yến chưa đâu chị ơi. Hải Yến không bằng được chưa Lê ơi. Hải Yến không bằng đâu. Em nói về dòng rễ gió mấy chị, còn đen rau nắng thì vẫn mặc định cho chị mình là hoa thơm đệ nhất về dòng đen rau nắng. Còn nói về dòng rễ gió kìa, anh chị mình định hình thử em coi. Rồi mít 3 cái gì, mít 3 và 2. Để coi suy nghĩ coi. Hello chị Huyền, em làm kết mấy chai chứ chưa có chị rồi đó. Chị Hoa Lê nói đúng rồi đó. Chị Bà Thu Quân nói đúng rồi đó. Chị Trê Đi Nguyễn nói đúng rồi đó. Chị Lan Hoa nói đúng, Thanh Trúc Nguyễn nói đúng. Đó chính là cây lan neo, còn kiểu là cây samurai hoa thơm. Lan neo, Hải Yến của mình chưa đâu. Ngọc điểm hồng gấm của mình là thơm gắt. Ngọc điểm hồng gấm người ta không ví nó là hoa thơm đệ nhất trong dòng rễ gió nha mấy chị. Mà lan neo được ví nó là dòng hoa thơm đệ nhất trong dòng rễ gió. Lý do là sao? Dòng này lưu hương cho mấy chị mình 24 tiếng đồng hồ. Mà cây đợt này về cho mấy chị là u là trời, nó lùm mới chơi. Một chậu neo này chắc cỡ bằng chắc 4 chậu neo bữa em bán mấy chị. Bữa em bán ra trường một chậu lan neo là 201 một cây. Nhưng riêng mà về cái cây lan neo này cho mấy chị là cái thân nó nói chung là nó lầm mấy chị, nó gấp 4 lần Vanda, chả có xi nhê. Vanda không có được ship vô cái gì trơn. Vanda là nó chỉ ship vô dòng mông to, nhưng mà mùi hương của nó thì không có được ví là dòng hoa thơm này nhất đâu. Thơm đỉnh lắm mấy chị, lan neo thơm đỉnh lắm. Em bán cho mấy chị cái like tối ngày hôm nay nó rẻ cực kỳ. Một cái cây này gấp 3, gấp 4 lần những cây lan neo bữa em bán mấy chị. Nhớ giùm em cái dòng lan neo này là em bán cho mấy chị cây xà lầm. Cái cây xà lầm, anh chị nhớ giùm em là cái cây xà lầm. Và những cây lan neo là những cây không tách thân. Không tách thân. Quà game em tặng cho mấy chị một chậu neo lầm được không khách? Nhớ chị mình chia thơm lắm luôn á chị Đỗ Nga. Anh chị cho em xin một cái feedback đây. Trồng lan neo có dễ làm bông không? Em hỏi thiệt đó. Riêng về cảm nhận của chị mình nói chung là thơm vứt luôn á. Một cái lời review của em, một cái lời quảng cáo của em không bằng một cái lời review quảng cáo của chị mình. Em nói thiệt mấy chị. Anh chị nói một câu bằng 10 lần cái lời em nói luôn mấy chị. Rồi nó làm như thế này cho chị coi đọc lên. Chúc con cho mấy chị coi bông nó thơm khủng khiếp lắm mấy chị. Cây này là em bán cho mấy chị là không tách chiết. Bán là bán nguyên bụi. Không tách chiết và rất chi là dễ làm bông. Khi thấy cái bòi không? Thấy cái bòi không? Không tách chiết em nói mấy chị. Mua một bụi của em về tách ra được 4-5 bụi luôn. Hiện tại những cây lan neo tại thị trường Việt Nam của mình
khi người ta mua về người ta tách ra nha mấy chị. Nên là tại sao có hiện tượng mấy chị thấy là người ta bán cho mấy chị một thân, xong nó nhảy một mầm con lên. Anh chị có thấy đúng vậy không? Một con mà nhảy một mầm con lên. Thị trường lan leo bữa giờ nó mất giống lâu rồi, mất giống lâu rồi mới có lại. Thơm và dịu ngọt, ngửi rất là thích hả chị Bật Nghiêng? Cảm ơn chị. Hoa thơm quá xá, em cảm ơn chị. Đây, thơm lắm luôn, rất là thơm thiệt sự mấy chị. Thơm lắm em tin chị. Thơm lắm thơm, em tin chị. Dễ, nói chung là thơm phức. Bởi vì mấy chị, chỉ cần em nói mấy chị nó rất là thơm và rất là dễ làm bông. Trời ơi, cái lô này cây nó làm khủng khiếp anh chị ạ. Tối mẹ chị đi một vòng hỏi cái gì? Tối mẹ chị đi một vòng hỏi cái gì? Hỏi là cái gì mà thơm dữ ta hả? Bởi vì em nói cho chị á, là nó là lưu hương 24 tiếng đồng hồ đó mấy chị. Hoa gì hả? Dạ em nâng lên cho mấy chị. Mà bữa nay em bán giá cực rẻ nha mấy chị. Em bán giá này là em chấp luôn hết tất cả các nhà vườn, nói thiệt chứ mấy chị lâu này nha. Em bán cho chị mình một cây bằng mấy chị mua 4 cây tại nhà vườn Việt Nam của mình. Đó là cái lời cam kết từ em nói mấy chị là bằng cả con tim mấy chị. Bữa chị mua cây của Yến về rau hoa thơm lắm. Cảm ơn chị Yến Trần, thơm lắm mấy chị. Giá đợt này làm giá cho chị mình cực rẻ. Quà game em tặng cho mấy chị một chậu lan leo thơm dữ lắm. Mà anh chị có thể công nhận là nó thơm hơn bên không? Một chậu được chiết ra được nhiều chậu. Chính xác, chính xác luôn mấy chị. Em nói với mấy chị một chậu lan leo thế này nè, vườn về vườn Việt Nam của mình người ta tách ra rất là nhiều chậu. Hello chị bánh kem Tú Trinh, chào chị bánh kem Tú Trinh. Một chậu người ta tách ra được làm nhiều chậu cho chị mình. Đó lý do tại sao mà một mấy chị biết không, giá bán ra là từ 200 đến 201 một cây lan leo một thân. Anh chị có thấy gì không? Nhưng mà riêng em bán cho mấy chị một chậu slim thế này nè, một chậu như thế này nè. Anh chị coi chơi coi một bông em báo giá cho. Đợt trước em về cho mấy chị là 200 ngàn một cây, mà nó không có được làm nhiều thế này. Thiệt. Đợt trước em có bán mấy chị bên cái bên kia là em không có bán được. Nè cho mấy chị coi một bông quý con nó cái đã. Đợt trước em bán cho mấy chị là 200 ngàn một cây, mà nó không có làm nhiều thế này. Nhưng mà riêng đợt này em bán cho mấy chị giá rẻ hơn nhiều, làm gấp đôi hơn nhiều cho mấy chị, làm giá cực rẻ. Lan leo còn kêu nó là dòng lan samurai. Samurai nha mấy chị. Dòng hoa thơm đệ nhất cho mấy chị. Rất chi là thơm, và thơm gọi là thơm cực đỉnh. 10 bích bán chưa Yến? Chúc em bán cho Nguyên rồi. Chúc em lên bán 10 bích. 10 bích có được còn được có 6 mấy cây à. 10 bích nha, em về 100 cây còn được 6 mấy cây đó mấy chị. Qua game hợp lệ là nhớ giùm em chia sẻ. Dạ anh, cây của anh là chuẩn má vàng đó anh ruột. Anh ruột chuẩn má vàng đó. Anh di chuyển nó nắng giùm em, anh nắng sơn Minh Châu. Chuẩn, cây đó chuẩn cho anh nha. Đây. Trời ơi, mấy cây đó là cái cây má vàng chuẩn. Nhưng mà nó mới nở thì vị bắt buộc phải di chuyển nó nắng giúp em nha. Má vàng chuẩn rặt đó. Cái cây đó là cây rặt rồi đó. Đây là cây lan leo. Hoa thơm. Hả thơm hơn ở bên này. Thiệt. Nó thơm hơn cả bên luôn. Khi mà nói với dòng rễ gió, em nói với chị là rễ gió có rất là nhiều dòng lan thơm. Nhưng mà để nói là ví nó là một cái dòng hoa thơm đệ nhất, trong tất cả dòng rễ gió chỉ có là leo. Đi bông rất chi là nhiều vậy. Mấy chị có công nhận giùm em một điều là cái lan leo nó dễ làm bông không? Dễ làm bông không mấy chị? Chịu nắng tốt không? Và gần như chị mình thuần nắng được 100%. Giá đợt này em làm giá bao rẻ luôn cho mấy chị. Rẻ đẹp xe bền hả? Ok, 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 ok. Nè mấy chị coi nè. Thường á, em đây làm chụp cho mấy chị trước đây rồi. Một cây lan leo á là người ta tách sẽ tách ra thế này cho mấy chị một thân. Người ta tách ra cho mấy chị một thân. Người ta bán cho mấy chị mình là từ 200 đến 201 một cây. Anh chị có thấy được vậy không? Còn em bán cho mấy chị là bán nguyên một bụi. Cái này người ta không kêu nó là một cây lan leo nữa, mà em phải gọi là một bụi lan leo. Một bụi lan leo nha mấy chị. Rất là thơm. Em báo giá được cho mấy chị. Nhớ mẹ chia sẻ cho em nha. Hai lần quên đó. Nói nãy giờ hợp lệ kia như thế nào. Này là thơm 24 tiếng đồng hồ luôn hả? Cảm ơn Trung Mỹ Vân. Thiệt. Chỉ có nó là gì lưu hương cho mấy chị được 24 tiếng đồng hồ. Bữa anh về mua cắt cành, bữa nay ra vòi nữa rồi hả? Cảm ơn Toàn Trần. Em nói thật, nhiều khi một cái lời review của em không bằng được cái lời review của khách hàng. Qua game hợp lệ là mấy chị nhớ chia sẻ giùm em hai lần trên trang cá nhân giùm em. Lan leo này, chị Phương Quân Nguyễn nghe em làm giá nè. Đợt trước em về cho mấy chị nó chỉ có được một nửa thế này thôi. Em bán 200 ngàn một cây. Nhưng mà khi đi một cặp á, em cũng để cho mấy chị là 400 ngàn luôn. Một cặp 400, không bớt được 10 ngàn đúng không? Còn riêng ngày hôm nay khi anh chị mình coi livestream này của em,
em bán cho mấy chị mình là lan leo 170.000 một cây, một cặp 300.000. Em bao chấp luôn kể cả vườn Việt Nam của mình. Một mấy chị mua một chậu lan leo của em về tách ra được làm 4 làm 5 chậu. Mà một cái cây lan leo hiện tại tại vườn Việt Nam của mình, người ta đang bán với mức giá cho mấy chị từ 200, trung bình là từ 200 đến 201 một cây, mà cây 1 thân. Cây 1 thân. Em không bán cho mấy chị là một cây, mà em bán cho mấy chị mình là một bụi. Lan leo nó dễ làm bông dữ lắm. Nó dễ mấy chị. Em bán là bán một bụi nha mấy chị. Em không bán một cây. Bán một cây là cái gì đó nó quá xưa sẫm rồi. Bán một cây 200-201 là quá xưa rồi. Mình bán một bụi. Mình bán một bụi neo luôn. Mà có 170 một cây, đi một cặp 300 ngàn là cái gì đó nó rất là khác biệt. Đợt này về là đợt trước em bán cho mấy chị là lan leo lùm rồi đúng không? Đợt trước nó đã lùm rồi, đợt này nó còn lùm hơn đợt trước nữa, mà giá lại rẻ hơn đợt trước nữa. Có chốt không mấy chị? Quá rẻ đó chốt. Thơm lắm nha mấy chị. Được mệnh danh là dòng hoa thơm đệ nhất trong tất cả các dòng rễ gió. Được mệnh danh là một cái dòng lan lưu hương cho mấy chị mình 24 tiếng đồng hồ. Dòng này chịu nắng tốt. Tại sao? Tại sao mấy chị? Tại vì cái thành lá diệp lục của dòng lan leo rất là cứng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái lá của nó là bản lá kim, lá nhỏ, nên là diện tích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cực kỳ nhỏ, nên ít có hiện tượng cháy lá lan, nên chị mình trồng trực tiếp ngoài trời ok la. Một điều nữa, dòng lan leo này dễ làm bông, miền Bắc mình trong cũng bông, khí hậu lạnh mình làm bông cũng được, mà khí hậu nóng mình làm bông cũng được. Dòng lan leo để riêng cho một cây tặng quà game nha, để riêng một cây tặng quà leo game cho chị Phương Nguyễn cây nè. 170.000 một cặp là 300.000, lẻ một cây lan leo là 170 một cây. Em bao giá, em bao giá cho mấy chị. Thơm quá trời thơm à. Chị ơi có cây nó chuẩn bị bông đó chị. Hoa mình hoa cây cỡ được cả tháng đó chị Thảo, nhưng mà chị ơi nó bông quanh năm vậy chơi. Chị toàn treo lên lưới tưới nước chẳng chăm gì mà nó vẫn sống khỏe. Thanh Trúc Nguyễn một cây nè. Em không bán một cây lan neo nữa mà mấy chị, mà cái này là em bán một bụi neo. Một bụi neo, riêng cái gì neo này là em để nguyên thủy cho mấy chị không cắt nha. Chính vì để nguyên thủy này cho mấy chị nên là anh chị mình, có những anh chị mình mua đợt em đợt rồi của em về, nói chỉ lửa này thôi mà về 5, 6, 7, 8 vòi luôn. Yến ơi cây của chị lan neo ra 4, 5 vòi Yến ơi, có không mấy chị? Có không? Đợt trước đâu có làm bằng này đúng không mấy chị? Mấy chị có công nhận với em đợt trước là em bán mấy chị 200 ngàn. Nó chỉ có một nửa thân thế này thôi. Đợt này nó lầm gấp đôi. Nó lầm gấp đôi thì đợt trước mấy chị cho 4, 5 vòi thì đợt này lầm gấp đôi cho như vòi mấy chị. Chục vòi được không? Chục vòi được không mấy chị? Chốt ai? Thanh Trúc Nguyễn một cây lan neo. Tâm chị Đỗ Nguyễn một cây. Chị Tâm Thanh Nguyễn một cây. Đỗ Nga hai cây nè, biết rẻ đúng không chị Đỗ Nga? Mà chị Đỗ Nga có công nhận là cái giá này em làm giá cho mấy chị rẻ toàn quá không? Chị Đỗ Nga hai cây một cặp 300. Một cặp 300 chị Đỗ Nga. Không bán một cây neo thường em bán. Thường em like cho mấy chị á là em nói mấy chị là em bán một chậu lan neo, một cây lan neo, còn cái này là bán mấy chị một bụi neo. Nói chị nên phân biệt giữa từ cụm từ một bụi và một cây nha mấy chị. Một bụi là rất chi là nhiều thân, còn một cây là chỉ có một thân thôi. Một cây đợt trước 200-201 một cây, nó thơm lưu hương 24 tiếng đồng hồ. Thiệt là thơm thiệt nha. Không có review sai. Không có review sai sự thật cho chị mình. Anh chị mình trước đây đã chơi. Hiện tại khách em ở đây mấy chị đã cảm nhận. Thơm thì em nói thơm, không thơm thì không nói thơm. Thơm nhiều nó dễ làm bông thì nói là thơm nhiều dễ làm bông, dễ chơi đúng không mấy chị? Một tàu giang một cây. Tàu giang một bụi nha mấy chị, cái này là một bụi thiệt nha. Tàu giang một cây cho tàu giang nè. Tàu giang chị, tàu giang một chậu lan neo cho mình nè. Một cặp có 300 ngàn mấy chị ạ. Với cái giá này rẻ dữ dằn luôn. Trần Thủy một cặp. Tăng Hồng Nguyễn có chưa? Tăng Hồng Nguyễn. Tăng Hồng Nguyễn một bột có chưa? Rồi. Một cặp có rồi đúng không? Dạ. Tăng Hồng Nguyễn. Bụi neo đợt trước của chị mua 60 bông cùng lúc. Mà đợt trước nó đâu có lầm như thế này đâu. Anh chị coi comment cách nha. Nè anh chị coi giúp em nè. Em không có nói sai sự thật đâu mấy chị. Khi anh chị mình mua về một bụi thì tất nhiên sẽ làm bông được một bụi. Em nói thiệt, lan khi mà lan neo về tới Việt Nam của mình, toàn bộ là người ta tách hết cho mấy chị mình. Nên chính lý do là sao mấy chị, ủa nó sao lan neo gì sao mà nó có một thân mấy chị. Người ta tách ra, người ta rách ra mà giá thành rất là cao đúng không mấy chị? Khi anh chị mình mua một bụi thì về vòi bông của nó sẽ làm thành một bụi cho mấy chị. Em không có review sai sự thật đâu. Chưa, qua game để đi. Thêm một cây chưa, Tăng Hồng Nguyễn. Tăng cái gì? Tăng Hồng Nguyễn thêm một cây nữa nè. Em bán mấy chị một bụi, bụi lầm luôn nghe mấy chị ơi. Trần Thủy một cặp. Cho chị Trần Thủy. Lan neo mà cây xanh mặt bông hả? Đây nè anh ruột. Đây, đây là mặt bông của lan neo. Em nói mấy chị những dòng rễ gió nha. Chỉ có rất là nhiều dòng thơm nè, củ bầu tiên nè, ngọc điểm nè, ngọc điểm lai nè, rồi vanda lai tùm lum các kiểu, có rất là nhiều dòng thơm, nhưng mà riêng em nói với mấy chị chỉ có cái dòng
Lan Neo này được mệnh danh là dòng rễ gió hoa thơm đệ nhất. Cái thứ nhất, lưu hương cho mấy chị tuyệt vời hơn là 24 tiếng đồng hồ. Khi mấy chị tỏa hương, kể cả một cái chai nước hoa của anh chị mình, mấy chị xịt trong vòng 12 tiếng đồng hồ, lưu hương trên người mình 12 tiếng đồng hồ, sau 12 tiếng đồng hồ đứt nhột, đúng không? Riêng cái cây này là một cái cây mà nó tỏa hương cho mấy chị liên tục, khi làm bông tỏa hương liên tục cho mấy chị 24 tiếng đồng hồ mấy chị, là nó trời ơi, nó thôi nói chung mà mua đi mấy chị, mua đi mấy chị. Giờ hết câu nói này luôn rồi đó. Đây một cặp của nó là cho Trần Thủy có một cây chưa? Trần Thủy một cặp á. Cho chị Trần một bụi neo nha mấy chị, em bán lá cho mấy chị nha. Giá đợt này rẻ lắm, đợt trước em nói thiệt nha, em bán 200 ngàn một cây, một cặp là 400 ngàn. Ít thân hơn đợt này nhiều, đợt này thân là gấp đôi hơn luôn. Em bán mấy chị 170 một cây, một cặp 300 ngàn. Thơm hay không? Dễ làm bông hay không? Là anh chị ở đây mấy chị cảm nhận được là em nói. Một cặp cho cô Trần Thủy là 300 ngàn. Lan neo thơm nha. Văn Truyền một cây. Anh Văn Truyền một cây lan neo trên Văn Truyền nè. Lầm lắm á chị à. Văn Truyền một cây nè. Hồng Anh Lê một cặp. Hồng Anh Lê một cặp lan neo chị Hồng Anh Lê nè. Cái này là thật sự mấy chị là một bụi luôn chứ không phải là một cây á. Thiệt mấy chị ơi. Chị Lý Thị Kim Hoàng một bụi. Lý Thị Kim Hoàng một bụi, Lý Thị Kim Hoàng nè. Lầm lắm bà Hoàng ơi. Chị lầm lắm nha. Thơm lắm. Đây. Thấm Thía 32 một cây. Thấm Thía một cây, Thấm Thía nè. Thấm Thía một cây. À, chị Nguyễn Thiêu Huyền 18 một cây. Thấm Thía số mấy dán vô. Đây. Cái này là chị Huyền, chị Nguyễn Thiêu Huyền. Khoan. Trước Nguyễn Thiêu Huyền. Chị Kim Hoàng xuống chưa? Nè Lý Thị Kim Hoàng nè. Kim Hoàng 117. Cho chị Nguyễn Thiêu Huyền một bụi leo nè. Nguyễn Thiêu Huyền một bụi neo nè. 118. Tào Giang có chưa? Tào Giang rồi. Cho chị Ngọc Mau Huỳnh một cây lan neo nè. Em bán lá cho mấy chị nghe mấy chị. Thì nhập về trụ em nói thiệt mấy chị, về tới đây là tao tách không mà. Thơm lắm mấy chị. Ngọc Mô Hình một cây. Cho Văn Hoài hai cây. Văn Hoài hai cây, thơm lắm. Hoa liên tục hiện giờ vẫn đang ra hoa, thơm lắm. Cảm ơn Sâm Anh. Mà anh thằng Sâm Anh có thấy là đợt này nó làm ơn được rất nhiều không? Thơm lắm mấy chị. Nè một cặp lăn neo cho, một cặp cho bên Văn Hoài. Văn Hoài 120. Đây cô nè, cô Mr. Mập ơi, con lên đơn mới cho cô nha. Lên đơn mới nha cô. Con không có gặp được tại lên đơn mới. À cho Mê Mập Tiger nè, một cặp cho mình. Đợt này rẻ thiệt mấy chị. Đợt trước là chỉ có một nửa này thôi. Là 200 ngàn một cây, một cặp là 400, đúng chuẩn 400. Đợt này 170 bán cặp 300 ngàn. Quá rẻ là bán một bụi. Bán một bụi, bán một bụi. Thấm Tía thì một cây gặp đơn. Thấm Tía thì một cây gặp đơn số 32. Đọc cho kỹ nè. Cho chị Kim Liên một cây nè. Nè Kim Liên một cây. Thật sự chứ mấy chị, mấy chị mua một bụi lăn neo của em bằng thấp hơn cái giá tiền. Hôm bữa em bán mấy chị còn hôm qua mới sale kìa. Có một thân thôi. Bán 200-201 nha. Cho chị Kim Liên một cây lăn neo nè. Cho chị Minh Nguyệt Trần một chậu lăn neo. Chị Minh Nguyệt Trần. Minh Nguyệt Trần một bụi neo cho mình. Cho Tùng Huỳnh một cặp, cho Tùng Huỳnh nè. Thơm đỉnh đó mấy chị. Tùng Huỳnh 124. Minh Nguyệt Trần 123. Để chị đọc trước luôn cho đọc đi. Khách gặp rồi cưng cuốn mấy nữa. Đọc nè. Minh Nguyệt Trần. Minh Nguyệt Trần một cặp cho chị Minh Nguyệt Trần. Tùng Huỳnh có rồi ạ. Cho chị Tu Hồng một cặp cho Tu Hồng nè. Tu Hồng 125. Tu Hồng một cặp đeo cho chị Tu Hồng. Một cặp là 300 ngàn nha mấy chị ơi. Một cặp lan neo hoa tôm. Dạ trời có cây có vòi. Nhưng mà bán lá luôn. Cho chị Hà Thanh một cặp, chị Hà Thanh. Một cái này là bán bụi luôn nha chứ mấy chị, chứ không phải bán cây nha. Riêng về lan neo, về thị trường Việt Nam của mình là sẽ tắt. Còn riêng em bán cho mấy chị là em bán cho mấy chị là bán bụi. Chị Hà Thanh một cặp cho chị Hà Thanh nè. Hà Thanh một cặp nha, thơm lắm. Cho anh Trần Trọng một cặp. Khi mà mấy chị muốn bụi thì làm bông sẽ bụi, làm bông sẽ nhiều và bông. Chốt Trần Trọng một cặp. Cho chị Xuân Thủy một cây. Xuân Thủy một chậu kia. Xuân Thủy mà lầm thiệt chị Thủy ơi, 170 ngàn. Một cặp của nó, một cặp của nó là 300 ngàn. Ngọc Kiều Phan có chưa? 84 có chưa? Ngọc Kiều Phan một cây. Ngọc Kiều Phan 84. Văn Truyền có rồi. Bán lá người đẹp ơi. Nè có đây nè, nhiều khi nó nhảy chị nè. Trời ơi cái này là bà Hên nha. Nè chốt cho Thảo Nguyễn Phương một chậu. Thảo Nguyễn Phương, Thảo Nguyễn Phương một chậu cho mình nè. 170 một cặp, 300. Còn được mấy cây nữa hết nha mấy chị ơi. Kim Liên có rồi nha. Chị giết em miếng ơi, chị ngửa tay quá rồi. Chốt đi. Văn Hoài có hai cây rồi ạ. Thấm Tía một cặp rồi nha. Tông của nó là tông trắng nha mấy chị. Nè chị. Nè rễ xanh mướt nha. Nè Trần Thị Trang. Trần Thị Trang một chậu cho chị Trần Thị Trang. Một chậu là 170 ngàn. Một cặp là 300 ngàn. Hứa Duy Anh một cặp cho mình ạ. Giá đợt này rẻ quá gì ạ.
giá thật sự rơi quá rẻ. Hứa với anh một cặp cho mình. 131. Hứa với anh Mai Hà một cặp cho chị Mai Hà. Một cặp là 300.000 lan leo, còn kêu là cây samurai, dòng hoa tôm đỉnh nhất trong tất cả các dòng rễ gió cho chị mình. Và mấy chị biết sao người ta trồng trực tiếp ngoài nắng mà không bị cháy lá nắng không? Lý do tại sao? Cây này cái thành diệp đục trên lá nó rất là cứng, chính vì thành lá dài nên là rất ít bị cháy lan. Một điều nữa cho mấy chị, bản chất và bản lá kim nên là cái diện tích tiếp xúc ánh trắng, ánh nắng mặt trời cực kỳ nhỏ nên là ít cháy lá lan vô cùng. Anh chị coi nè, không phải một cây neo nữa mà một bụi neo thiệt nha. Mai Hà, Mai Hà, cho chị cây xanh một cây nè. Cây xanh một cây neo cho mình nè. 170.000 cây đẹp nha. Trần Thị Trang có rồi. Cho cỏ dại một cặp cho chị cỏ dại nè. Cỏ dại một cặp cho chị cỏ dại. Trời ơi nó bụi luôn mấy chị. Một cây thế này về tách ra 4-5 chậu. Cỏ dại một cây cho mình nè. 134. Cỏ dại một chậu cho một cặp cho mình nè. 300.000. Chiếc ti ra trần một cặp cho mình. Chiếc ti ra trần một cặp. Khi anh chị mình mua một bụi thì về làm bông một bụi em nói thiệt. Bữa mấy chị mua ít thân ít vòi, ít thân hơn mà đi 5-6 vòi. Còn cái này mấy chị mua bụi thì nó làm sao mấy chị? Thì làm bông một bụi. Em nói thiệt, cứ anh chị mình mua bụi là làm bông một bụi thơm đỉnh lắm mấy chị ạ. Lưu hương 24 tiếng đồng hồ. Anh chị thử mình là mình xịt cái nước hoa lên người mình thì lưu hương bao nhiêu mấy chị? Dữ lắm 12 tiếng đồng hồ nước hoa xịn. Dữ lắm là 12 tiếng đồng hồ xong rồi đất không chuột phải xịt lại. Còn cây này mà thoáng đương bắt ngát không phải ngày. Thường một cái dòng lan của mình khi có nắng mặt trời tiếp xúc vô thì nó sẽ tỏ hương cho mấy chị cực kỳ mạnh. Còn cái này ban đêm không có nắng mặt trời mà lại tỏ hương bắt ngát luôn là anh chị biết rồi đó, nó xịn dữ lắm, xịn nha. Cho chị Hà Thanh một cặp có chưa? Hà Thanh 126 có rồi. Cho chị Thị cái hồng lông đổ nè. Hồng lông đổ chưa? Nè trời ơi 170.000 chị coi nè. Trời ơi nè chị, bộ rễ của nó nè. Nè 170. Tranh Nhân Nguyễn số 42 gặp tin chưa? Nhân Nguyễn số 42. Trần Thị Trang có rồi ạ. À. Em bán lá cho mấy chị nghe không bán bông. Cho chị Hương Nguyễn một chậu cho chị Hương Nguyễn nè. Hương Nguyễn một chậu số 137. Cho chị Trần Thị Trang có rồi, thơm ngày thơm đêm là nói thiệt nha mấy chị. À, cho chị Kim Huỳnh Hoàng số 28 gặp đơn. Kim Huỳnh Hoàng 28 gặp đơn. Ngọc Kiều Phan có rồi. Bữa trước chính xác. Bữa trước là 200.000 một cây mà không có nhiều tăng bằng đợt này. Đợt này em về em làm giá được cho mấy chị 170 một cây. Đi một cặp 300.000 nó rẻ dữ lắm nha mấy chị ơi. Rẻ cực kỳ rẻ. Mấy cô mập có rồi ạ. À. Trần Thị Trang thêm một bụi nó là 2 bụi. Trần Thị Trang thêm một bụi nó là 2 bụi nè. 130. Hứa Duy Anh. Hứa Duy Anh có một cặp rồi ạ. À. À, Nhân Nguyễn thêm một cây hả? Nhân Nguyễn số 42 mấy cây ạ? À? 42 một cây. Nhân Nguyễn thêm một cây nữa là 2 cây cho mình nè. À. 42. Trung Mỹ Vân một cặp lan leo cho Trung Mỹ Vân. Đại tiếng không? Trung Mỹ Vân một cặp rồi. Cái này là bán không bán một cây mà bán một bụi đó mấy chị. Bụi neo đó mấy chị. Nè Trung Mỹ Vân một cặp cho Trung Mỹ Vân. Trung Mỹ Vân một cặp. Trung Mỹ Vân một cặp neo cho mình ạ. À. Một cặp 300.000 ạ. À. Trần Thị Trang có rồi. Chị Mai Thảo số 13 gặp đơn 2 cây. Nè anh chị thấy đúng một bụi không mấy chị? Đúng một bụi không? Mai Thảo một cặp cho chị Mai Thảo. Trang Thùy số 43 một cặp gặp đơn. Trang Thùy số 43 một cặp gặp đơn. 43 cỏ xanh có rồi. Trang Thùy số 43 có chưa? Trang Thùy, à, cái này cho chị Lan Neo, cái này cho chị Tâm Trương. Tâm Trương một chậu số 29. Tâm Trương một chậu số 29, cỏ dại có rồi. Lan Neo xuyên hoa lắm. À, vòi nhảy chưa tàn là vòi kia lên. Nè, cái này là comment cách nha. Đây, Lan Neo xuyên hoa lắm, vòi này chưa tàn là vòi kia lên. Em nói mấy chị, khi mấy chị mua một bụi, thì hoa của mấy chị làm bông một bụi. Thiệt thơm lắm nha mấy chị ơi. Một cặp lùm cho chị Thúy Nguyễn. Em nói thật sự khi bán lan neo là rất là nhiều feedback phản hồi tích cực của anh chị mình. Nếu mà nó không thơm, nó không dễ làm bông, nó không có ưu điểm vượt trội thế này thì không được anh chị mình mua nhiều là đâu nha mấy chị. Thúy Nguyễn một cặp neo. Thúy Nguyễn một cặp cho mình ạ. À. Thúy Nguyễn một cặp neo cho mình. Một cặp là 300.000. Trang Tùy có rồi ạ. À. Cho Hà Trắng số 37 một cây. Hà Trắng số 37 một cây gặp đơn. Hà Trắng số 37. Trang Thùy có rồi. Mỹ Hiền số 16. Mỹ Hiền số 16 một cây. Sao cứ về hoa đẹp hoài vậy Yến? Ghét quá đi không nhóm hình Yến like. Cô ơi cô mọi con cô Loan ơi. Mỹ Hiền số 16. Cho chị mang ngang hai cây lan neo. Còn được rổ nữa hết nha mấy chị ơi. Mang ngang hai cây lan neo cho mình. Nó là một bụi nha mấy chị chứ không phải là cây nữa. Bán cho mấy chị. Thường là người ta sẽ nói bán một cây. Còn này là em bán một bụi. Một bụi giá thấp hơn giá một cây là ok la. Mà làm giá quá rẻ nha mấy chị.
cho chị Quốc Trinh Trương một cặp lăn leo. Một cặp lăn leo hả Thơm? Nè, tại vì hàng nhập về nên em không có bán bông được, em chỉ bán lá thôi. Nhưng mà anh chị yên tâm đi, anh chị có công nhận với em là mua cái này về rất là dễ làm bông không mấy chị? Vô cùng rẻ, nhưng mà mấy chị ơi cho nắng mấy gì di chuyển dục nó qua ngoài nắng, ra ngoài nắng nha. Quốc Trinh Huỳnh một cặp lăn leo cho mình 300. Có Trang Thùy có rồi. Có cây hoàng tử đỏ số của ảnh hồi trưa. Qua Giang Phạm Lê có hồi trưa 108. Nó 108, coi số 108 bỏ vô. Dạ nắng anh xin bồi, chịu nắng ok nha. Trang Thùy có một cặp rồi. Cho chị Huỳnh Cúc nè. Huỳnh Cúc một bụi neo cho chị Huỳnh Cúc. Huỳnh Cúc một bụi cho mình 170.000 lấy cặp đi mấy chị, thơm lắm. Khi mấy chị mua một bụi là làm bông một bụi nha. Trang Thùy có rồi, hôm nay rẻ quá. Lần trước mà mua 200.000, không lầm như lần này, đúng chính xác. Đợt trước em nói mấy chị, đợt trước đâu có lầm lần này. Đợt này nó quá chỉ là lầm 150. Đợt trước quá chỉ là, đợt trước không có lầm bằng lần này. Lần này lầm hơn. Lầm hơn mà ra dễ rẻ hơn không? Nè, hết trong thùng đó. Mất đi. Ông anh ruột của tôi ông hèn dữ trời, ông Đức bây giờ ông hèn dữ trời. Ra. Hôm nay không có đại mỹ nhân, cho chị Phương Linh Nguyễn một chậu. Đây chị Phương Linh Nguyễn một chậu. Phương Linh Nguyễn một chậu, chị Phương Linh Nguyễn. Đây Phương Linh Nguyễn đây. Phương Linh Nguyễn một chậu, dây chớp ngày mai. Chua dây chớp chưa về. Bên Thái đó, bên Thái từ từ về mấy chị. Hoàng Mỹ Trương một chậu nè. Hoàng Mỹ Trương một chậu lăn neo. Hoàng Mỹ Trương 144. Hoàng Mỹ Trương một chậu cho mình nè. À. Thanh Tâm Nguyễn chốt neo, khu vực không gửi được hàng. Bu cục gì đây? Bu cục và chốt gần nhất là ngày 31 tháng 5 không có nhận hàng. Thanh Tâm Nguyễn không có gửi được hàng, thay đổi địa chỉ thì em nhận đơn chưa ạ? À, cho chị Trang Thùy một cặp có chưa? Có rồi. Tí Linh một cặp cho chị Tí Linh, số 65 ngập đơn. Em bán bụi luôn cho mắm cây mấy chị. Anh chị có công nhận giúp em một điều là khi lăn leo về tới vùng miền Nam của mình, người ta sẽ tách ra cho mấy chị có một tân đúng không mấy chị? Tí lên số 65. Trang Thùy có một cặp rồi. Cho bán lá chị Văn Trần ơi. Bán lá nghe cho chị Văn Trần một cây nè. Nhanh làm bông đó chị Văn. Em nói chị Văn ơi, để về để 10 bữa nha. 10 bữa nữa tháng là có bông chơi à. Chị Văn Trần một cây lăn leo chị. Nó dễ làm bông lắm chị, em thiệt. Văn Trần, chị Văn Trần nè. Văn Trần một chậu lăn leo cho mình nè. Bữa bụi hôm nay bự hôm trước nhỏ xíu, bù đi em gái. Dạ anh ơi, đợt trước giá nó khác, đợt này em làm giá nó rẻ đúng không? Anh chị thấy rẻ mấy chị muốn hồ em. Anh chị cách tự công nhận được, tự chị biết lượt. Em nói đợt trước là giá 200.000 mà không có lầm mà đợt này là nói thiệt. Nó còn đi vườn cho mấy chị là 201 một cây mà nó chỉ có một thân thôi. Một thân thôi mà đang có bòi là bán mấy chị 201. Còn em bán mấy chị bụi lầm tại cửa hàng em á là bán 200.000 mà cũng được lầm bằng đợt này nó lầm mà giá nó rẻ nữa. Chốt lên ruột ơi. Thêm một bụi cho chị Thấm Tía. Thấm Tía thêm một bụi chị Thấm Tía gặp đơn. Dạ chúc em lên 10 bách cho em bán lá cho mấy chị nha. Không bán bông nha mấy chị, tùy hàng nhập. Không bán bông cho mấy chị. Cây nào cũng thấy ok, chẳng lẽ lấy thêm chứ. Chốt đi anh ruột. Cho chị chăn vào một cây nè. Em bán một bụi luôn á chứ không phải bán một cây. Chăn vào một cây. Dạ từ từ combo giá rẻ được rồi, xíu em lên cho. Hạnh Phương số 87 một cây neo gặp đơn. Hạnh Phương số 87 một cây gặp đơn. Cây lăn neo tôm chị Hương Nguyễn có rồi. Cho rồi nha, Meta Mập có rồi à. Bữa trước chốt mà hỏi hoài là không thấy ai tìm được. Không thấy ai tìm được là sao ta? Là tại vì biết sao không? Nè, đây là mặt bông của lăn neo, còn kêu là cây samurai nha mấy chị. Dòng này thơm cực đỉnh. Khi em bán cho mấy chị một bụi là một bụi đi bông với chị, kể cả những cây này nè. Nó có một thân nè mấy chị, nó thơm bát ngát luôn. Là dòng duy nhất trong tất cả dòng nữ gió cho mấy chị. Lưu Hương 24 tiếng hồ, dạ 170 một cây. Một cặp của nó là 300.000 nha mấy chị ạ. Khu vực của chị Thanh Tâm Nguyễn chưa gửi được hàng tính ngày 31 tháng 5 và chị sẽ chưa gửi được hàng chị, lý do là sao? Hiện tại không còn dịch, nhưng mà vấn đề là bu cục ở đó nó không hoạt động, hoặc cái thứ nữa cho mấy chị là không có bu tá giao nhận hàng, nên là bên đây nó không có nhận hàng cho mình ạ. Chị có thể thay đổi địa chỉ khác giúp em nghe chị Thanh Tâm Nguyễn ơi. Thay đổi địa chỉ khác giúp em nha. Dạ 170 một chậu nghe mấy chị. Một chậu, thực sự ra một chậu cho mấy chị là một bụi đó. Một cặp của nó là 300.000, giá quá là rẻ luôn. Anh chị nào có chốt neo thì chốt giúp em. Lô này cây đúng thật sự mấy chị, rất đẹp. Gọi là mấy cây nó lọc lên, sọt nè. Nè, lăn neo đẹp quá trời mấy chị. Cho chị Lâm Ngân dạy bán lá, đủ sức làm bông mấy chị. Anh chị nói lại giùm em mấy chị khách mới chơi nè, Lâm Ngân. Anh chị mua về lăn neo khoảng bao lâu của qua mấy chị? Em hỏi thiệt á. Anh em hỏi thiệt anh chị mình á. Phải cho nhiều khi khách người ta chưa biết chơi mấy chị. Nó có thơm hay không?
Cái thứ nhất, cái thứ hai là buổi tối nó có thơm hay không, ban ngày thơm nó lành mà buổi tối nó có thơm hay không là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, chị mình về chăm nó có dễ làm bông, nó có xiên bông hay không thì em xin phép hỏi ý kiến của anh chị mình, hỏi ý kiến của chị mình. Nhiều khi em nói nó cũng bằng thừa mấy chị. Lăng leo này em nói lại cho mấy chị là dòng rễ gió thơm đệ nhất trong tất cả các dòng rễ gió. Dòng này lưu hương cho mấy chị 24 tiếng đồng hồ, ban đêm cũng rất là thơm. Dòng này chịu nắng tốt cho mấy chị, tại vì hành diệp lục nó rất là cứng và bản lá lá kim, nên là diện tích tiếp xúc ánh nắng mặt trời cực kỳ nhỏ, nên là chịu nắng cực kỳ tốt. Và dòng nữa cho mấy chị là bông quanh năm, nhại bông, dễ bông, xiên bông cho chị mình và rất là thơm nha. Một cái dòng rất là thơm, mà là một cái ưu điểm lớn nhất là lô này về nó rất là rẻ. Người ta tách ra cho mấy chị một bụi, người ta tách ra được 4-5-6 cây khác nhau, người ta bán cho mấy chị cũng một giá cho mấy chị. Mà cái này là em để nguyên bụi cho mấy chị, nguyên tỷ, không tách không chiết, để nguyên. Khi anh chị mua một bụi về làm bông một bụi nha, là về bông một bụi 170 một chậu à, 170 một chậu. Một cặp của nó là 300 ngàn, còn được mấy cặp nữa đó mấy chị, chốt hộ em luôn nha. Lan neo à, lan neo xuyên bông lắm, tôm em 4 tiếng ông giò, chỉ việc treo lên không phải chăm sóc gì, rễ chăm thiệt. Nhiều người á, nhiều người người ta sẽ trồng chậu, nhiều người người ta sẽ ốp trực tiếp vô gỗ, hoặc nhiều anh chị sẽ treo trực tiếp thế này. Nói chung là anh chị cứ treo đi, nó là dùng rễ gió, nó không cần giới thể gì. Quên giới thiệu cho mấy chị, nó rễ gió nó không cần giới thể, chính chị nó không cần giới thể cho mấy chị, nên là mấy chị rất là dễ chơi. Cây to vậy dễ hoa lắm, bụi chị 6 cây con bằng ngón tay là cái là nó có hoa chơi rồi. Nó dễ làm bông thiệt mấy chị, dễ làm bông mà thơm dữ lắm. Nên chị nào mới chơi, mới tập tành chơi, mấy chị, anh chị mà mới chơi trồng lan leo rồi nè, tại sao em nói thiệt, mấy chị đã có khách chơi leo rồi mà người ta lại muốn người ta mua nữa mấy chị. Tại vì cái mùi thơm nó rất là ngọt, có những mùi thơm cho mấy chị rất là thơm, nhưng mà thơm là thơm, nó không kiểu như là mình không phái mấy chị, mình không cái gu á mấy chị, không có đúng gu á. Còn riêng cái mùi thơm này nó ngọt không có diễn tả được mấy chị. Người ta ví lan leo còn kêu lan samurai nè, người ta ví giống như là cái mùi hương vani hoặc là mùi thương hoa lài của mình, nhưng mà nó cảm giác nó ngọt hơn. Khi mấy chị ngửi vô, mấy chị cảm giác như con người mình thoải mái, mà cái mùi hương nó vô cùng dễ chịu. Chị có 4 bụi lần à, em biết rồi, biết chị Liên rồi. Trung Mỹ Vân 2 bụi nữa, cảm ơn chị. Thật sự là bán bụi chứ không bán cây đó mấy chị. Thường bán là một cây thế này, một cây thế này cho mấy chị là một cây. Neo là neo trắng chị, neo trắng cho Lê Mỹ Lan. Neo trắng chị, neo trắng nha chị. Một cặp có 300 ngàn mấy chị. Một cặp có 300 ngàn à, 170 một cây mấy chị. Kem tặng cho mấy chị cây em chùa riêng nè. Thôi chút em lỡ tay làm cầm bán mấy chị. Lan leo thơm dễ chơi, 170 một cây, một cặp 300 ngàn. Trong này chịu nắng tốt, xiên bông, hoa quanh năm rất là thơm. Lưu hương cho mấy chị 24 tiếng hồ. Thường luôn nha mấy chị, người ta sẽ nói thế này: hãy phong cây lan leo cho mình 170 ngàn là buổi tối mùi hương sẽ giảm xuống. Tại vì buổi tối không có nắng mặt trời, nên là cái hiện qua cái cây ít của quang hợp đi, nên là sẽ không có tỏa hương hoặc là mùi hương rất ít. Nhưng mà riêng lan leo buổi tối vẫn hoạt động tích cực cho mấy chị. Buổi tối vẫn hoạt động tích cực cho mấy chị mình, dù không có nắng mặt trời nó vẫn hoạt động tích cực cho mấy chị, là vẫn tỏa hương cho mấy chị rất chi là thơm, rất là thơm đó mấy chị. Chậu này 170 ngàn nha, cặp 300. Lấy cái cây đó chị. Ôi sọt kia lên luôn cho rồi, sọt nó hết rồi mấy chị, sọt nó hết rồi. Khi mấy chị mua một bụi là về làm bông một bụi thiệt đó. Một cặp có 300 ngàn à. Để đi. Chị không nói là chị không biết luôn. Không nói là chị không biết luôn. Quỷ này. Ô là trời. Dùng ý của chị em muốn hiểu. Chưa hiểu lắm. Chưa hiểu lắm à. Chưa hiểu lắm rồi từ từ sẽ hiểu. Ờ tôi dạy mày. Tôi dạy mày tự không biết chống đỡ kiếp. Tôi dạy mày hoài đặng ngơ đặng. Tôi phải dạy em. Cho chị Liên cặp này. Thơm. Hoa của nó khoảng gần được tháng nhưng mà nó qua năm. Trời, thay đổi từ thị xã thành thị thế là vô. Biết sao vậy chị Tâm ơi? Chị Tâm có gửi nhà ai nhà quen được không? Anh xin bồi mua đi. Anh xin bồi nghỉ nãy giờ. Nếu mà nó không thơm, nó không bền, nó không dễ làm bông, nó không dễ chơi, nó thì người ta không muốn mua nhiều này. Dạ, à, nêu em có nêu trắng. Còn chị muốn có nêu tím, có nêu tím. Nêu tím nhưng mà hàng tuần. Nêu tím hàng tuần giá nó sẽ cao hơn, nhưng mà tím sẽ lên cho mấy chị. Nêu tím hàng tuần nó sẽ khác nha. Nhờ nêu tím người ta ra chậu rồi là nêu tím. Còn cái này em lên cho mình là nêu trắng. Chị Việt Tô có thấy là nêu trắng nó thơm không? Chị Việt Tô có công nhận nghe một điều là nêu trắng nó thơm không? Khách có công nhận nghe một điều là nêu trắng rất là thơm mấy chị, rất là thơm, rất chi là thơm mấy chị. Trời, trước trước đây mấy chị mua một cái nêu, một cây nêu mấy chị. Mấy chị để một bụi thế này nè, là mấy chị phải ghép nhiều cây vô mới trở thành một bụi, đúng không? Còn cái này là mấy chị đã mua một bụi, mấy chị mua hai bụi ghép lại thành một cái bụi lớn, thành một cái bụi lớn.
khi một cái bụi lớn này làm bông cho mấy chị là nguyên một cái dàn bông luôn, đúng không? Các chị thấy không mấy chị? Neo bữa em bán mấy chị neo một thân thôi đó, nhập vườn về bán 201 một cây, có vòi bán 201 một cây, 201 thơm lắm em. Dạ, thì lô cát từ từ chị ạ. Mà đúng thật sự mấy chị vẫn tới đó giờ chưa có dòng rễ gió nào xuống ngôi đó đâu. Từ đó tới giờ là chưa có dòng rễ gió nào xuống ngôi nó. Mệnh danh như nó là dòng hoa thơm này nhất nha, còn được mấy cây mấy chị chốt luôn em nha. Lăng neo còn kêu là cây samurai hoa thơm. Chậu này em đang bán cho mấy chị với mức giá đâu rồi? Là 170 một chậu. Một chậu là nói thật rồi, một chậu là một bụi á. Một cặp là 300 ngàn. Hoa thơm ngọt cho mấy chị, tựa giống như là mùi thơm vani. Nail tím giá sao hả? Có. Nail tím đâu? Cái này mà nó là nail tím lai với là hiến luôn. Nó không phải là rặt nail tím mà là nail tím lai. Mua đi không thất vọng đâu. Đồng nghiện ơi hả gì? Yến ơi bụi to này giả về treo luôn chị. Không phải ra chậu, đúng chính xác, về đi luôn chị. Không cần phải ra chậu chị ruột, đúng. Đúng luôn chị ruột ơi, đúng. Bụi to nè chị coi nè. Em nói mấy chị người ta trồng cái này nè. Con thân thôi đó. Hello chị Ngọc Nguyễn. Thật cái này là comment của các nha. Mấy chị nói với em á là mua đi. Mua đi không thất vọng đâu, đồng nghiện. Nghiện đó mấy chị, nghiện chung, ý là chị nói rất nghiện chung đó mấy chị, nghiện chung á. Thấy không? Lăng Vũ về tới bển rồi kìa, vô coi kìa. Ô là trời. Lai Lăng Vũ. Từ từ chút em lên cho cái neo tím. Neo tím này lai với hiển thơm lắm. Neo tím này là ba sĩ. Ba sĩ một chậu là toàn. Nhưng mà mấy chị có chốt thì em để cho mấy chị 280. Còn được có 5-6 chậu đó. Neo tím lai với hiển. Thơm cũng thơm lắm nha mấy chị. Tại cái này biết sao mấy chị đắt không? Nó vừa là thùng gỗ mà vừa thùng tông nữa. Nên là giá nó hơi cao tí cho mấy chị, nó nhích hơn. Nó cũng nhảy con tài lẹp pe luôn. 280 cái neo tím lai với hiển. Neo tím lai thay vì màu trắng thì cái này là sẽ màu tím nha mấy chị. Thay vì cái giống như cái bông này là màu trắng thì cái này là sẽ là màu tím. Màu tím mà cái tuần cái này chỉ có việc về treo thôi. Còn cái này cũng vậy mấy chị, về treo luôn giùm em cái mấy chị. Đừng có bài vẽ giùm em nữa, đừng có bài vẽ hết trơn. Hoặc là ốp vô gỗ giùm em đi. Nghe vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nghe. Đơn giản vậy thôi, đừng có bài vẽ gì hết trơn. Đừng có hoa hè lá hè nó giùm em, tốn thời gian, tốn sức, tốn công nha mấy chị. Đây. Tốn sức tốn công để gì treo lên giùm em luôn nha. Đừng có bài vẽ hoa hè lá hè giùm em cái nha. Nói rồi đó. Nha. Còn riêng cái này thì người ta trồng được cho mấy chị. Còn cái này nè, rễ nó dài thì làm ơn mấy chị để nguyên buổi này ốp trực tiếp vô gốc cây cũng được. Gốc cây cũng được. Không thì để gì treo lên giùm em nha. Đừng bài vẽ nha. Tốn công tốn sức gì mấy chị. Nha. Để gì có bông rồi đó mấy chị. Không cần có thể, không cần nhớ tưới nước đi. Tưới nước đó mấy chị thoải mái, trong này thơm lắm nha. Một chậu lăng neo 170 ngàn. Một cặp neo là 300 ngàn. Còn được rổ mấy chị chốt em nha, neo trắng. Neo còn kêu được mình nhanh là cây samurai. À, nó mới vừa có bông xong đó mấy chị. Dòng này nhai bông lắm. Samurai dòng lan thơm của Nhật. À, thơm đỉnh nhất trong tất cả các dòng rễ gió. Hai cây đẹp à. Ok chuyển trần, cảm ơn chuyển trần. Bụi nó chuyển trần ơi. Nó là một bụi ấy, chứ không phải là nó là một chậu đâu. Thơm, chị bữa chị thấy một cây đúng không? Còn cái này là một bụi lan leo thơm. Thơm gửi lắm, thơm mấy chị. Mấy chị mua đây rồi mấy chị nghiện, mà thiệt sự mấy chị có cảm nhận với em là khi mấy chị mũi cái ngửi cái mùi thơm của lan neo, mấy chị cảm giác như một điều rằng là nó động lại trong cái khứu giác của mình, mà một cái gì đó, một cái cảm giác gì đó rất là dễ chịu. Nước hoa của mình á, khi mà mấy chị xịt nha, nhiều khi hợp gu của mình là thơm, còn không hợp gu của mình là nó hôi mấy chị, đúng không? Những cái mùi hương nước hoa đó hợp gu với mình là thơm, còn những hợp không hợp gu với mình là mùi khó chịu. Không phải người ta kêu hôi mà người là khó chịu. Còn riêng chơi neo là thơm một cái là rất chi là dễ chịu, mà ai ngửi cảm giác cũng rất là phái thích. Mà là cái em thích nhất, biết sao mấy chị? Ban đêm không có nắng mà nó vẫn tỏa hương tích cực cho mấy chị, rất là thơm. Chị Bích Phương ai bụi neo làm ok vậy? Yên tâm đi, nó là bụi rồi, nó không còn là cây nữa. Bích Phương ai chậu này một cặp có 300 ngàn. Mấy chị lấy một cặp đi. Bữa mấy chị mua của em 200 ngàn một cây. Em đang nói là hàng bụi nha. Bữa em cũng bán cho mấy chị là 200 ngàn một cây. Mà cây á như thế này, nhưng mà thân hơn. Đi một cặp là 400 cũng có giá bớt luôn. Anh chị có thấy gì không? Đó. Còn gần đây nhất là em bán cho mấy chị là cây neo một thân, hoặc là có nhảy được một mầm con chút xíu, là 201 một cây. Anh chị có thấy gì không? Đi một cặp vẫn là 420 ngàn. Gần đây nhất là một thân, là ít thân nhất luôn. Đó. Còn đợt này em bán mấy chị cây lầm lầm quá chi là lầm 170 cây cặp 300 ngàn. À, cây em vừa cầm bỏ xuống là cây gì? Cây này hả? Là cái cây neo tím lai với là cây hải yến. Cây thuần.
Cây này là cây nếu tím Lai Phai Yến, cây này giá của nó là 280.000, cũng rất chi là thơm. Rất chi là thơm nghe chị, rất chi là thơm. Cây này là 280.000. Này là treo lên thôi, chơi thôi, không còn gì trơn á chị. Nêu tím Lai Phai Yến, cây này là hai giống Lai Phai lấy nhau. Là cây nêu tím Lai Phai Yến, chúc em giới thiệu cái dòng này sao. Chúc là không những lên cái dòng này mà em còn lên nắng đặc biệt mấy chị nha. Em lên nắng cái lô nắng đặc biệt cho mấy chị là cái lô kinh 10 bích. Lô kinh 10 bích mà em ấp ủ cho mấy chị rồi là nuôi nắng nó dữ lắm mấy chị ạ. Kinh 10 bích hiện tại nói chung là nó cầm từ siêu hiếm nó không phải, nhưng mà nó hiếm cho mấy chị là đúng chuẩn cái từ hiếm. Tại kinh 10 bích trên trường hiện tại nó mất giống cho mấy chị là 2 năm nay, khoảng gần 2 năm nay rồi. Riêng về cái dòng kinh 10 bích, kinh 10 bích tại sao nó hiếm? Tại vì lý do là sao là thị trường chỉ có Việt Nam mình được cái mô lai tạo ra thành công. Thái Lan người ta không lai tạo được ra kinh 10 bích. Người ta có nhân giống, người ta có lai tạo, nhưng mà khi lai ra cho mấy chị là lâu lỗi. Lâu lỗi và không giống chuẩn mặt bông của nó, nên là không có lai được thành công ra lô kinh 10 bích. Chỉ có Việt Nam mình lai ra được. Là em Bích Phương có rồi nha, chị Phương ơi có rồi. Phải từ từ đi mấy chị, tới cái đó đi rồi bán tiếp cho. Tới cái đó đi giới thiệu cho mấy chị. Giới thiệu dành giới thiệu vô cái này trước cái đặt. Giới thiệu dành vô cái này trước cái nghe mấy chị. Còn được mấy cây lăng nail samurai mấy chị chốt em đi, thơm lắm. Thơm lắm thơm nha. Cái này về hả? Khi anh chị mình mua một bụi, về em nói thiệt là làm bông một lụi dễ làm bông lắm mấy chị, dễ làm bông. Anh chị cứ cho nắng quất nó nắng trực tiếp giùm em đi. Anh chị đừng có sợ nó chết cái lan. Tại em nói thiệt chứ mấy chị, cái thằng này á, một chậu làm nail lai hải yến nè, cho chốt chuyển thằng 280 gặp đơn 149. Mấy chị muốn coi mặt bông của cây nail lai hải yến em cho mấy chị coi. Đây là cái cây nail trắng hoa thơm. Cho mấy chị coi lần nữa nghe, rồi em cho mấy chị coi cái cây nail tím lai với cây hải yến cho mấy chị. Ngồi nhìn không chốt được á. Ôi em biết sao giờ. Trời ơi, khách chốt đơn mà cũng chết luôn, mà không có chốt cũng gọi được biết sao giờ. Hay giờ mấy chị mua gửi nha người quen đi. Chị Phi Trâu tới đó lấy đi chị Thanh Nguyễn. Ok được không? Giờ mình mua gửi nhà người quen đi. Rồi cái mình Phi Trâu tới lấy. Phi Trâu tới lấy chứ biết sao giờ. Đẹp lắm luôn mà thật sự lô này không bỏ lỡ được. Giá đợt này rất chi là rẻ. Mấy chị có khai công. Đợt trước mấy chị mua cây lăng nail một thân chứ mấy mấy chị. Gần đây nhất luôn một thân. Em mình còn cây lăng nail một thân với khách luôn rồi. Quay chị sale hết mất đứt luôn à. Quay sale đứt luôn. Sáng giờ có soạn đơn ai thấy lăng nail không? Có chứ. Con. Có chứ. Đó, lăng nail đó mấy chị. Rồi. Không, một ngày thôi. Anh có gặp đơn gì không? Không biết nữa, đó là tự nhân viên giải quyết. Nè, nói có sách mách có chứng. Em nói thiệt chứ mấy chị nè. Nói có sách nè, nói chính xác. Bữa trước nè mấy chị. Bữa trước nè, 201 một cây còn nằm tại đây nè. Nè, còn cái này em bán cho mấy một bụi. Ok không? Đây là bữa trước nè, người ta phải tách ra nghe. Rồi tách ra cho mấy chị nghe mấy chị. Nó đục thân này. Em để nguyên tỷ cho mình là một bụi. Anh chị coi một cây nè. Cái là một cây nè, cái là một bụi nè. Mấy chị một bụi rẻ hơn. Rẻ hơn nhiều đúng không mấy chị? Nè, cái này là 201 nè. Cái là 170.000 nè. Điên cặp 300.000 nè, ok lao. Ok lao, nãy giờ em kiếm cái này em cho mấy chị coi mẫu mà nãy giờ không có nè mấy chị. Nè, mấy chị coi cái bộ rễ của nó nè. Anh chị coi bộ rễ nè. Cái nào khỏe ngon là nó mấy chị, rất là ngon. Khỏe lắm anh chị ơi, khỏe lắm. Giá này rất là rẻ luôn. Thiệt chưa mấy chị, không chốt cái lô này hối tiếc. Thơm, hơn nước hoa nhiều. Lưu hương cho mấy chị 24 tiếng đồng hồ. Nè, một cây đợt trước nè mấy chị. Vui vui vẻ nhảy được mầm con. Vui vui vẻ nhảy được mầm con đúng không? Còn cái này là em bán mấy chị một bụi lầm. Một bụi lầm luôn, giá rẻ hơn nhiều luôn, có 170 à. Cặp là 300.000 nha mấy chị, ngon bộ rẻ luôn. Ngon bộ rẻ. Quá trời. Giá mềm thiệt mấy chị. Hai chậu tới lấy lầm, ok chị Hạnh rồi. Ok chị Hạnh. Một cặp 300.000 nha. Một cặp 300. Sẵn nè. Một cặp neo 300 cho chị nè. Chị Phương Mai Võ nè, lầm thiệt chị Mai ơi, yên tâm chị Mai. Nè Phương Mai Võ một cặp lầm nè. Một cặp Phương Mai Võ. Một cặp neo là 300.000. Mấy chị chốt đi, giá rẻ là dữ rằng. Xong rồi lên cái luôn cái hồng gấm đi. Hay lên hồng gấm mới lên neo thôi. Neo tím á, neo tím loài phải hiện á. Lấy mấy cây hồng gấm cho chị luôn đi. Sẵn đây có mấy cây hồng gấm lên cho rồi. Em vẫn về được cho mấy chị một cái lồn gấm rẻ ngon lành đó mấy chị, ngon bổ rẻ.
không gắm ngoài cái lô ngọc điểm, không gắm ngoài 160 ngàn, xin miếng son mấy chị. Nãy đánh có chút nhạt nhò tí nghe mấy chị, nói chuyện cho mấy chị kéo nguyên một hơi trong thanh Phượng Hằng này, giờ là nó đứt chuột rồi, phải xin miếng son cho nó đỏ tí mấy chị, chứ không là chút mấy chị nhìn mặt em trắng bệch đó. Hầm gắm đi hả? Ok, xin phép nghe, xin phép ra đến son mấy chị. Thôi chút mấy chị nhìn mặt em nhợt nhạt kỳ lắm mấy chị, nó kỳ lắm. Nga Lý nè, sao chị Nguyễn Hải đúng không, rất lại là sao? Sao chị Nguyễn Hải hả? Nè chốt nè, chốt cho chị Nga Lý một cặp nè, anh Minh Trí một cây lùm ấy, anh Minh Trí một cây lùm Minh Trí nè, cây u là trời đẹp. Minh Trí một bụi lùm trên Minh Trí nè, là kiểu như là gửi hàng xót cây của chị hả chị Hải? Thôi xin là gửi hàng xót cây của chị hả, để em hỏi lại nhân viên coi sao. Nhiều khi nhiều đơn á chị cũng hoan nghỉ nha, thông cảm nha, chị có gộp không hay là đóng xót cây của chị. Trời đừng giận nha chị Hải ơi, nhiều công việc. Như là em nói chị là chắc nhân viên đóng xót cây nè, thiếu hai cây hả? À thiếu hai cây, để dưới. Ê chị đặng dẹp nó nặng, nhanh lên đi sao liền. Ừ là trời ơi chị heo lười. Thôi chị Hải đừng buồn, chị Hải em thay mặt nhân viên xin lỗi chị nha, nhiều khi nó có sai sót tí á, lên đơn rồi mà đóng sót chị hả? Dạ xin lỗi chị nghe, có gì chị mua đem bù lại cho. Chị Hải đừng buồn em nha, cho chị cái lăn neo chị heo lười. Bữa nay công nhận cây ben đẹp quý ngơi hả? Cảm ơn chị Mơ Hồ hết luôn hả? Đây nè, một buổi lăn neo chị hay là heo lười. Thay mặt nhân viên xin lỗi chị nghe chị Hải, nóng sót đơn chị. Trời ơi sao cái đơn của chị Hải làm sao làm sót chị vậy trời. Cái đứa này chị khách chứ bút ráp cái gì? Bút ráp sót đơn cây gì của chị rồi. Nghe nói vậy ơi chị Hải đừng buồn chị Hải ơi, để em giải quyết rồi vội nó nghe, đừng giận nghe chị Hải. Thay mặt nhân viên xin lỗi chị nghe chị. Em thì chỉ có like cho mình thôi. Dạ hoa cũng mình cũng chơi được cả tháng, nhưng mà anh Lan Đăng Thanh ơi, bông nó quanh năm, bông quanh năm nha, bông nó quanh năm dễ chơi bền, bông quanh năm dễ chơi khá là bền, mà được cá lông thơm dữ lắm anh ơi, lưu hương 24 tiếng hồn, còn được mấy cây nữa mấy chị, cặp 300 ngàn à, lẻ 170 một cây đó mấy chị. Nhận cây ben hả? Em nói là ben đẹp thiệt mà chị Mơ Hồ, ben đẹp thiệt chị, đẹp thiệt luôn á, em nói có lô ben nó quá trời luôn, khách mê lắm. Này còn từ từ mấy cây mấy chị chốt xong cái đơn rồi, cái lô này mấy chị. Cái đơn kia mình muốn đóng giá sách gì đóng đầu. Làm kỹ chút với đơn hàng khách quen không à. Xót cây của khách. Có gì mai liên hệ coi, liên hệ khách bù thiếu cây của người ta. Trời ơi thiệt tình. Đây lăn neo nha, lăn neo hoa tơm một cặp là 300 ngàn nè, cây này mấy chị mua không là 201 đó, anh chị đâu có chốt. Chị mời chị treo lười lấy cặp cho chị 300. Em nói chị, khi chị mua một bụi là làm bông một bụi. Bữa trước mấy chị mua ít thân hơn mà đi 5-6 rồi, còn mấy chị mua một bụi lùm thế này, em đang ống nhận đơn bên với anh áo đỏ hả, bên đẹp lắm chị, nói chị Mơ Hồ chị nhận rồi đó, bên đẹp lắm, lô bên rất là đẹp, khách nhận rồi ai cũng ưng bụng hết trơn, mà đảm bảo ưng bụng thiệt, cái lô ben nó đẹp thiệt, em tự tin lắm mấy chị, cái lô ben nó tự tin lắm chị, kiểu như nói chung là đẹp lắm mấy chị, tự tin cái lô ben nó là tự tin bán mấy chị lắm, mình không có sợ gì trơn, cây quá đẹp mấy chị, quá là đẹp, khách nhận hàng ưng bụng mình vui lắm, khách nhận hàng về hàng mà cây có trục trặc là buồn thiệt, có vấn đề gì là có trục trặc là buồn, nhưng mà khách nhận hàng ưng bụng là vui nha. Lan neo hoa thơm một cặp 300 ngàn, xong lên ngọc điểm gắm mấy chị, trời ơi có lô ngọc điểm gắm. Dạ cảm ơn chị Ni Hằng, em vẫn nợ. Cảm ơn chị. Hello chị Ni Hằng. Ni Hằng với Hằng Ni là một cái sao? Nói đẹp lại tiếc ha. Nhú mấy ngon luôn. Chị Hải đừng giận thiệt, em thay mặt nhân viên xin lỗi chị lần thứ ba. Đừng buồn, có gì em nói là nhắc nhở nhân viên cho đóng đầy đủ đơn chị. Em biết rồi mình. Em nói với chị công, chị cũng thấy không, công tình em ngồi em livestream khách
mà bỏ rớt cây lại cũng em cũng tiếc chứ bộ, đâu không tiếc đâu, mà chị nhận hàng thiếu cây nữa em cũng cũng buồn thay chứ bộ. Trời, gống gân cổ lên giống như gân gân giống như là bây giờ công ty san xe luôn rồi đó mấy chị. Nó đừng giận nghe chị Hải ơi, muốn mọi em nghe, nói nhân viên làm việc để cho cái gì thiếu bù đó đó để em báo nhân viên gửi bù chị nha. Đừng giận nghe chị, đừng giận nha, tội nghiệp tội nghiệp em chị, tội nghiệp em chị nha. Đừng giận, đừng buồn gì trơn á chị ơi, cười lên cho vui chứ buồn chi, buồn chi người nhiều nếp nhăn nó nhanh già đó. Cười lên mấy chị thấy không, ở ngoài em không nói chuyện mấy chị không có cười, nhưng mà vô livestream mấy chị làm mới cười. Em có cười chứ bữa nào mà em một ụ một đống xuống là tới công chuyện liền, là không có một khách hàng nào mua lan luôn thiệt. Bữa nào mà mấy chị thấy cái mặt em chầm chầm là như Hà Bá luôn mấy chị, là coi như là bữa đó là mấy chị bán ế đó, là bán ế dữ lắm đó mấy chị, là mấy chị không có mua. Còn mà nói chuyện mà tươi cười là cũng được á, vui vẻ đó, vui vẻ tí đó mấy chị, là mấy chị muốn ủng hộ liền thiệt. Mà cũng không kiểu như nhiều khi không có bắt cười mấy chị, mà cũng phải ráng cười, ráng cười mấy chị. Người ta nói là cái gì ta, một nụ cười bằng gì ta, ừ hên đó nha, nhớ luôn đó. Ừ, ô nhỏ thằng này hờ luôn, nó nhắc tù mấy chị, một cười một tháng bổ luôn, hơn đặng nó nhắc đó. Anh chị đâu có chốt leo chốt nghe lên một điểm gắm nha. Mời bách chị còn Lan ơi, bật chị kêu anh nhớn coi, chị còn Lan, chị đợi em tí, còn Lan chị đợi em giùm em xin phép chị 10 phút cho em cứ lên có luôn một điểm màu gắm này, nó quá đẹp. Bây giờ nó quá chi là đẹp mà lại giá quá rẻ luôn mấy chị, có 260.000 cây một điểm gắm. Chị cho em xin phép 10 phút đi rồi em lên cái đó cho. Cây thẳng hả? Cây thẳng mà lầm nha. Cây bầu anu đẹp cao như cây có hoa, nụ cao có như cây có hoa không có luôn, anh trai đẹp có. Cây cao mà thẳng hả? Cái này là có nè. Em mình làm có nhau nè. Mình dễ tin. Trời ơi cái cây này nè, trời ơi một bụi nè. Chính Phương một bụi nè, nè neo. Neo em bán một bụi nghe, em bán một cây. Nói vậy sao dần được. Trời ơi cảm ơn thằng anh Lê. Dạ neo này em bán 170 một cây, một cặp là 300.000 á chị. Em bao hàng á. Nè chị coi là cây này là không đã bán được 201 rồi. Cái này chị mua một bụi của em là về và chị tách được làm 4-5 bụi, em nói thiệt. Cái này là em bán nguyên tem nguyên kiện nè mấy chị. Cái này là hàng zin nè. Cái này là hàng zin nha. Cái này là nó bị mất zin nè mấy chị, là nó bị tách ra nhiều rồi đó. Là nó bị mất zin rồi đó mấy chị. Là cũng là bán 200-201 cây thiệt. Còn cái là nguyên zin, còn zin bán rẻ hơn có 170 cây cặp 300.000. Cái này cháu kêu chị Bích Phương một cặp nè. Nè không vậy làm bông mà thơm lắm, nó cứ nhiều khi em giới thiệu bằng thừa. Khách nãy giờ nói đủ rồi, khách nói rượu đủ rồi. 150. À nêu dạ. Thêm. Màu tím đúng không? Mặt trời đỏ hết rồi. Mặt có xanh mặt trời đỏ đúng không? Mấy chị mua một bụi gì làm bông một bụi nha. Rồi còn mấy cái nêu nó chốt đi mấy chị. Rồi tranh thủ lên luôn cái này ngon bổ rẻ nè. Còn quà game chưa quay tặng mấy chị nữa đó. Còn quà game chưa quay tặng mà thật sự là ngon nha. Ngon lắm nha mấy chị ơi. Ngon nha. Lâm. Nè. Còn được có 4 bụi à? Không, 3 bụi thôi. À, một cây tặng. Còn được 3 bụi thôi mấy chị, 5 bụi, 5 bụi nó hết rồi. 5 bụi, 5 bụi nó hết nha mấy chị, 5 bụi chính xác là 5 bụi. 5 bụi đeo. Đây, một cặp là 300 nha. Ok cho mấy chị à, cái chị à. Chị khách ơi, chị hỏi em là cái cây neo tím đúng không chị? Ok chị. Cây này á là cái cây neo tím lai với hỷ hoa thơm. Cây này là neo tím lai và hỷ nghe tươi thơm nha. Nó lai hai giống. Nếu kêu nó là lan neo không là không chính xác. Nếu kêu nó là cây hỷ yến không là không chính xác. Mấy chị phải nói chuẩn giúp em là cây lan neo lai với cây hỷ yến là chính xác 100%. Một cặp neo chị Phong lan rừng nè. Nó lùm sự lùm chị neo lan phong rừng. Em cảm ơn chị. Cây này là 280.000 á chị Yến Dương. Ê lấy cái chị cái cây neo ấy. Em gột. Đi em gột. Ô em ruột à. Ruột của tao đó. U là trời. Em ruột. Ủa chứ hôm qua phải hôm qua cưng bỏ chị à. Ủa lai bỏ mình. Ba bị lai bỏ mình chị hôm qua bán thanh lý chết luôn. Hôm qua là nhà thằng Biểu. Ai biểu sao. Đây. Cây này là cây neo lai hiến nè chị. Cây này là cây thuần luôn, cái này là không còn cái gì nữa mấy chị. Rồi nó bám cứng ngắt luôn, chắc nịch luôn, 280 một cây. Cái này cũng lầm lắm nha, lầm lắm. Ừ, bữa em có bán đó, mà bữa em bán 300. Em mất 20.000, còn 280.000 á chị ruột. Thơm dữ lắm. Nè, cái này là 280.000 nha, 280. Cho Hoa Lê một cặp neo xà lầm chị nè. Ok, trời quá trời lầm luôn. Hoa Lê một cặp nha, 300.000.
cây gì là còn được cây mấy chị, không lẽ còn được cây bán ấy sao? Còn được cây bán ấy sao? 170 cây chị đâu có đơn rồi, gặp anh chị nào có đeo gặp đơn 150 luôn. Cây lửa tím sao em? Cái là cây bò bà lu đó người. Người ơi, người đẹp của em. Cây là cây bò bà lu đó. Cây là cây bò bà lu nha. Bò bà lu này á, à, cây nãy ai hỏi em cây cao nụ có luôn. Đẹp, đảm bảo chị là lùm. Thiệt. Này cho Nguyễn Văn nè. Nãy giờ mới đợi chờ là anh Phúc nè, hết neo. Hết neo nha. Cảm ơn mấy chị, cảm ơn bà con nhà ngọt. 170 ngàn, ôi trời ơi bà Văn ơi bà Văn. 170 ngàn, nếu mà lẻ cây là 170 ngàn. Chị Kim Ngân Nguyễn có đeo cho Ngân ơi. Chị Cúc Ngân có đeo cho Cúc Ngân tự chọn, chị Cúc Ngân cây lăng đeo. Cúc Mai, Mai Kim kìa. Cúc Mai Kim tự chọn, chị Cúc Mai Kim kìa. Này có đeo cho Kim Ngân Nguyễn chưa có. Cúc Ngân chưa có luôn. Cúc Mai Kim. Cúc Mai Kim chưa có. Một cây nail gặp đơn, lựa chị ba cây đẹp và cây gì trần. Cúc Mai Kim có đơn rồi đúng không? Cúc Mai Kim có đơn nhưng mà không có cây nail. Dạ tự chọn cho chỉ một cây được không anh? Ok được. Dạ tự chọn cho anh cây, cho chỉ một cây 170 ngàn tự chọn. Bò ba lu có nụ có, cặp 250 ngàn. Nó có. Anh hỏi hả? Nè tự chọn chị Hoàng Anh Lê nè, tự chọn cây nail chị Hoàng Anh Lê đi. Tự chọn. Điên cặp đi mất 300 ngàn rẻ. Bò lưu để cho em anh trai đẹp, anh ở với em tí đi anh trai đẹp. Em rất là nhớ cái tên Facebook của anh á, đẹp trai đúng không, mà lên cái đôi sữa lại là trai đẹp đúng không. Anh ở với em 15 phút đi anh nữa, tại vì cho em lên cái lô hồng gấm ra đi, xong rồi cái em lên cho mấy chị cái mô bếch, xong rồi cái em lên cái bò lưu nụ đẹp lắm. Bò lưu này đẹp lắm nghe mấy chị, mà bò lưu mà khách vô công nhận nha, một điều là không biết sao chị nhưng bò lưu hiếm em. Chị nhưng khách hỏi vô chị đó tự nhiên nói gì luôn mấy chị, thường là người bán người ta sẽ nói, người bán người ta sẽ nói à cái lô bò bà lu này nó hiếm, nó mất giống hay là nó không còn nữa, người bán nói mà tự nhiên khách vô coi nói gì luôn đó mấy chị, là mấy chị biết rồi. Rồi đây cái này cho mấy chị đẹp nè. Đây em lên cho chị mình là cái cây ngọc điểm hồng gấm hoa thơm, cam kết mấy chị là phải từ 7 tầng lá lên, 1 2 3 4 5 6 7 tầng lá, 8 tầng lá, nhưng mà bán tính 7 tầng lá lên. Em bán cho mấy chị mình là 260 ngàn. Bò lưu để em tí đi nha chị My. Anh trai đẹp để em tí đi. Nè. Ô trời. Ăn có con khô mà nó ở. Ở lên mùi luôn. Ừ. Nè mấy chị, giới thiệu một điểm một gấm. Dạ ok chị, nãy chị có cặp. Dạ ok chị ruột. Dạ em nhớ được chị ruột ơi. Nè chị xinh đẹp của em. Anh chị em lên cho mấy chị cái này là cây ngọc điểm một gấm hơi thơm. Anh chị đếm thử cây này được như vậy, bữa bán có nói rồi đó. Bữa bán có nói rồi đó, mấy chị nhìn kỹ giùm em nha. Nhìn kỹ giùm em cái cây ngọc điểm hồng gấm như vậy mấy chị. Nhìn kỹ giùm em nha. Em lên cho mấy chị cái dòng này là cái dòng lan ngọc điểm hồng gấm hoa thơm. Là một trong những dòng ngọc điểm. Ok, em qua cửa hàng em rồi, chắc em không nhớ. Hè không nhớ thiệt đâu. Chỉ có nói như Facebook mới nhớ thôi. Vậy chưa chị rút chút lên tới liền, lên liền xong lên liền á chút. Cây này mấy chị nhìn kỹ nhiều không mấy chị? Ăn khô không uống bia là nó không tiêu mà. Con tính ốp đó chú. Tối nay con tính ốp mũi nó mệt quá mệt. Nó muốn lâu lâu nói lâu lắm rồi không có nghỉ, buổi tối đi vào Sài Gòn cho ngắm đường Sài Gòn cho nó biết xe cộ ra sao. Trời ơi. Lâu lắm rồi đó không thấy được không nghỉ được buổi tối. Tính kêu ông Đặng nó like. Mà thôi, thấy mức nó rầu quá. Nên là thôi gắng. À, để mai cho nó like cho mấy chị. Buổi sáng mấy chị ủng hộ em nó. Đây cái này 11 của bông đó mấy chị. Thiệt nha, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5 nè, 6, 7 nè, 8, 9 nè, 11 của bông đó mấy chị. Ồ nó đi bông dữ lắm nha. Ngọc điểm hồng gấm là một trong những dòng ngọc điểm lai được lai tạo thành công nhất cho mấy chị hiện tại trên thị trường và bán ra cho mấy chị với giá thành rất chi là cao và đúng đáng xứng đáng tiền bạc cậu. Riêng về cái dòng ngọc điểm hồng gấm này em bán mấy chị 260 ngàn à. Đó, đợt trước em có bán 320 có, em có bán mấy chị 350 có. Ít có khi nào bán 326 được, chỉ có đợt trước em bán 26 là một trong những cái đợt mà giá rẻ nhất cho mấy chị. Thị trường là từ 350, 400 có, 450 có ăn lên. Tùy nhà vừa người ta bán nha mấy chị. Em bán 26 thôi, chốt chị trưng 7 là giới thiệu thêm. Cây ngọc điểm hồng gấm này 59. Được lai tạo ra cho mấy chị cực kỳ thành công. Và là một trong những cây ngọc điểm có giá trị nhất trên thị trường.
đắt hơn kể cả những cây ngọc điểm truyền thống của mình. Lý do tại sao? Cái thứ nhất, ngọc điểm hồng gấm được lai tạo ra cho mấy chị có form hồng và hàng lá. Anh chị Xí Ngầu ơi, hàng lá chị Xí Ngầu, hàng lá nhanh làm bông không chị? Hàng lá không có bông, 260 ngàn. Em bán 260, em bán lá cho mấy chị. Chứ khi nào bán 350 thì em mới bảo anh rồi thôi. Bảo anh rồi nhiều khi về hư bò cũng trừ ra còn nhiêu đó đó. Tới sao? Tới đâu rồi? Nó tới đâu rồi? Bây giờ nó tới đâu rồi? Hô lịch trời, trả lời Xí Ngầu. Nói lại nha Ngọc, đây mấy chị nghe chị Trúc Vân bắt đầu nghe em giới thiệu nè. Cây ngọc điểm mầm gấm, mấy chị đừng, em quên đó mấy chị, em kể cho mấy chị nghe câu chuyện vui nè. Hồi sáng mua 1 ký chôm chôm đường 35 ngàn, ở nhà còn được 2 trái măng cục bữa, viên bịch bánh tráng mấy chị 10 ngàn nữa, 2 trái măng cục á, xách 1 bịch trái cây với bịch bánh tráng chung với bịch rác, là cầm 2 cái bịch quăng vô thùng rác luôn, quăng vô thùng rác luôn. Qua tới đây mới nhớ luôn mấy chị, nó bị thần kinh cỡ đó luôn đó mấy chị. Mua bịch trái cây đem qua, tính đem qua đây ăn, xách 1 bịch rác đi dục, mà đi xuống cái thùng rác là dục luôn bịch trái cây với cái mới tháng này nè, là nó quên vậy đó mấy chị, là dục luôn bịch trái cây với dục luôn bịch rác vô thùng rác đó mấy chị. Qua tới đây mới nhớ đó, không có định hình được trong đầu luôn, nãy gì lưng đó mấy chị, là mấy chị biết em tới đâu rồi đó, nó tới đâu rồi đó mấy chị. À, nói tới đâu ta, đây giới thiệu là cây này nha, em quên thiệt đó nghe, em nói thiệt đó mấy chị. Hồi sáng mua chôm chôm đường nó để qua đây ăn mà đi dục sụp rác luôn, nó nhiều người giờ nó không nhớ được cái gì luôn. Cây ngọc điểm em gấp đây cho mấy chị, để em báo từ tầng 7 tầng lá ăn lên, là cây đặc chuẩn cho mấy chị, là cây đẹp, là một trong những dòng ngọc điểm lai tạo thành công nhất, giá trị đắt nhất, đắt hơn kể cả cây ngọc điểm truyền thống của mình, bởi bản chất của, bởi bản chất từ từ trở lại quên ngang nữa đó, quên ngang đó, biết sao? Bởi bản chất của cây này á, là nó là một cái dòng cây quanh năm, cho bông quanh năm, hoa thơm. Cái này là tự trong đầu suy nghĩ ra đó mấy chị, chứ giờ không có được một cái tờ. Thường người ta quên, người ta thầy giáo giáo viên mấy chị đi dạy là có một cái giáo án đúng không, là nhiều khi mấy chị quên bài thì mấy chị nhìn vô giáo án mấy chị chạy được. Còn em là không có cái gì hết trơn mấy chị, là chỉ có trong đầu suy nghĩ ra, bây giờ quên là quên đó, giờ là quên là quên đó. Tới đầu ta là hoa thơm nè, ưu điểm hơn cây ngọc điểm thái của mình hoặc là ngọc điểm rừng của mình là cho bông quanh năm nè, màu nó đẹp mấy chị. Thì tông ngọc điểm hồng gấm của mình là nó ra được cái màu hồng và nó chuyển màu sang màu vàng của mình, hoa rất chi là thơm, bông quanh năm, hoa thơm, giá trị cao. So sánh với cây ngọc điểm truyền thống của mình thì cây này vẫn giá trị hơn, vẫn ưu điểm hơn, vẫn ngon hơn, ngon cơm hơn rất là nhiều nó rồi đó. Bông bền hay không hả? Mình chơi gần được tháng, tùy theo cái chế độ chăm sóc của anh chị. Có nhiều anh chị mình chơi nửa tháng, có nhiều anh chị mình chơi 3 tuần, có những anh chị mình chơi khoảng 20 ngày, tùy theo cái chế độ chăm sóc của anh chị mình. Nó thiệt mấy chị, nó giáo viên là người ta còn có giáo án mấy chị, còn em là không có giáo án gì đâu. Nhiều khi bây giờ nói là quên nó thiệt, mà sáng quên thiệt luôn nghe mấy chị, sáng quên thiệt luôn, sáng là quên thiệt mấy chị. Là cầm bịch trái cây với bịch rác là dục 2 bịch đó. Em cho mấy chị coi là cái mặt bông của ngọc điểm gấm nha. Cây này nó có chuyển sang màu vàng này nè mấy chị, là mặt bông màu vàng này nè. Đây nè, cho chị Xí Ngầu cây đẹp, chị Xí Ngầu nha, 260 ngàn chị Xí Ngầu, 260, cảm ơn chị Xí Ngầu ạ. Nè chị thấy không, đẹp chuẩn bông cho mấy chị. Cây ngọc điểm lai ra cho mấy chị thành công lắm luôn á. Ngọc điểm lai mà giá trị hơn kể cả cây ngọc điểm truyền thống của mình hoặc là cây ngọc điểm rừng của mình. Màu đẹp, hoa rất chi là thơm và bông quanh năm nên người ta thích. Cái màu nó nổi bật, nó sáng sủa mà mùi thơm rất chi là nồng. Mùi này ngọt lắm nha mấy chị. 260 cây ngọc điểm gấm nha. Cây đẹp mấy chị. Hoa thơm lắm luôn á, thơm nhất là buổi trưa hả? Cảm ơn chị Thảo Nguyễn nhiều. Đây, thơm thiệt mà, ngọc điểm gấm. Mà mấy chị, có công nhận với em là giá 260 rẻ không mấy chị? Xanh blue. Đây, chậu này là 260 ngàn. Cây đó thơm lắm lắm luôn ra. Dạ ok chị Hạnh, và thơm thiệt. Thơm thiệt lắm. Cây này là thơm thiệt nha mấy chị, chứ không phải thơm cái lương nha. Nó dễ làm bông lắm. 260 ngàn một cái cây ngọc điểm hồng gấm nha. Anh chị nào có chốt ngọc điểm hồng gấm chốt giùm em 260. Đợt này là em về đồ lô thứ 3 rồi mấy chị. Lô thứ 3 rồi. Nếu bán vuông luôn tại vườn là lô thứ 4 về cây ngọc điểm hồng gấm rồi. Đó, cây này ngon bộ rẻ có 260 à.
Bữa mấy chị nhận rất chi ân. Mấy chị nhiều khi mua về mấy chị Yến ơi giờ có bông rồi Yến ơi. Mấy chị mừng nó trời cái cây gì chị không nghĩ là nó nhanh bông đến vậy. Nhiều khách mua cây lá về cái mấy chị nói Yến ơi cây của chị đang nhú bồ rồi. Nhanh ghê. Đó. Chậu này là 260.000. Một tầng lá 2 3 4 5 6 7 tầng lá. Trung bình cho mấy chị phải từ 7 tầng lá lên. Nó trung bình là 7 tầng lá cho mấy chị phải cam kết vậy. 260.000 cho cây ngọc điểm mầm gấm này, cây đẹp nha mấy chị. Em mới về sáng đó. 260 một cây. Thơm lắm. Mà dễ chơi mấy chị ạ. À, riêng về cái chậu nhựa này cũng gần 30.000 rồi. Cái quanh cầu chậu gỗ này là cũng gần 30.000 rồi. Anh chị hỏi em á Yến, riêng về cái cây có cây nó nhú vòi này mấy chị thấy không? Nè anh chị thấy không? Có cây nó đang nhú vòi nè. Riêng về cái cây ngọc điểm mầm gấm này á là người ta trồng mà. Hôm bữa chị làm một cặp hoa tới giờ vẫn còn nguyên hoa bền ha. Thơm ngọt lắm mấy chị, có cây nó nhú vòi này nó nhanh bông lắm nha. Nó nhanh bông lắm. Cây này á là trồng sẵn cái này là về mấy chị có treo lên thôi. Mình không có cần phải ra chậu hoặc là sang chậu gì nữa đâu mấy chị. Tại vì đối với những dòng rễ gió, khi anh chị mình không có quá nhiều thời gian chăm tưới nước thì mấy chị trồng nó bằng cách cộng sinh. Cộng sinh là cho nó ghép vô gỗ hoặc là mấy chị ghép vô trụ xi măng gì đó là gọi là cộng sinh. Riêng cái cây này người ta đã ghép vô cái chậu là chậu gỗ rồi, nó đã cộng sinh sẵn rồi. Nên chị về mề có chị có treo lên thôi. Có mấy cái chỗ tầng móc sẵn nè để chị treo lên. Dạ em cho chị Phương Phạm coi mặt bông của nó nè. Đây là mặt bông của cây ngọc điểm mầm gấm. Đây chị coi giúp em nha. Dòng này thơm lắm chị. Thơm, rất chi là bền. Nó cũng bền tương đối, nó không quá bền. Tại vì cây ngọc nó thơm quá mà mấy chị. Nó quá thơm mà mấy, bởi vì nó chính vì nó quá thơm nên là mình không đòi hỏi nó quá về cái độ bền bông của nó. Mình trung bình khoảng tháng, tùy theo cái chế độ chăm sóc của chị mình là nửa tháng hoặc là 20 ngày hoặc là 1 tháng, tùy theo cái chế độ chăm sóc của anh chị mình. Nhưng mà vẫn rất là thơm. Rất là thơm nghe cây ngọc điểm gấm này. Em đang bán cho mấy chị với mức giá là 260 nha. Em bán lá nghe chị, không bỏ anh vòi luôn nghe chị Hoa Lê ơi. Hoa Lê một cây ngọc điểm gấm cho chị nha. 260. Trời nó nhanh làm bông dữ lắm mấy chị. Chơi đi. Riêng cây ngọc điểm gấm này giá thành nó mềm à. Cây lỗ lá rồi mấy ơi. Rồi chị kìa. 260 một cây ngọc điểm gấm. Xong rồi em lên cái gì ta? Lên cho mấy chị cây kinh 10 bích. Cây kinh 10 bích nghe nói luôn, nói là cái gì đang lên gì cho mấy chị. Cây kinh 10 bích. Một cái dòng dendro nắng nó khá là đắt tiền cho mấy chị. Trời ơi, nó đẹp mấy chị ơi. Ôi 260.000. Cây ngọc điểm mầm gấm mới lên độc trương. 260 chị nào có chốt ngọc điểm mầm gấm chốt cho em cây đẹp nha. Nè, cây là cái cây người ta trồng gỗ sẵn luôn rồi. Nè. Dạ, em bán lá chị Phương Phạm ơi, cây này nó đủ sức làm bông rồi nè. Em bán lá thôi chị ơi, không có lựa có mồi. Nè. Nè nó chuẩn bị nhú hết trơn rồi. Em nói thiệt đó. Em cho chị Phương cái cây này nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mà trung bình cho nó là khoảng 7 tầng lá lên. Nè em cho chị Phương Phạm cây này nha. Em bán lá mấy chị. Em bán lá em không có bán bông. Anh chị nên nhớ giùm em giá thị trường của cây hộp điểm gấm này. Thị trường mấy chị coi người ta bán mấy chị bao nhiêu tiền là mấy chị biết liền. Cho chị Phương Phạm cây hộp điểm gấm nha. Cho chị nội viên không có cây hộp điểm gấm nè. Cây đẹp lắm nghe chị coi nè. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 tầng lá luôn. Vẫn đảm bảo cho mình. Gô nè nó nhanh lắm mấy chị. Có những cây chị Phương ở cái nè. Nó nứt nứt mấy chị không. Nè em bán lá mà mấy chị nhiều khi có bông chơi luôn đó. Một cây hồng gấm cho chị nào duyên không có nha. À, cho chị Thu Hồng một cây một điểm một gấm đẹp cho Thu Hồng nè. Nè Thu Hồng một cây 260.000 mấy chị chơi đi. Hoa con tôm đền bốc gấp 10 lần. Nhỏ này nói vô lý. Ngọc điểm thì phải thơm. Chính vì vậy em mới nói với chị nếu mà hoa không thơm là rồi mấy chị gấp 10 lần tiền mấy chị mua. 10 lần like đều 6 đó mấy chị. Bảo hành mặt bông chuẩn mấy chị 100%. Ngọc điểm hồng gấm này nó có tông màu hồng chuẩn cho mấy chị. Và nó nhiều khi nó biến thiên sang màu vàng. Hoa rất chi là đẹp thơm lắm nha. Chị Thu Hồng một cây ngọc điểm hồng gấm nè. Cam kết mấy chị phải từ 7 tầng lá lên nha. Đó, chốt cái này cho chị Thu Hồng là đẹp quá trời luôn. 260 nha mấy chị. Trời ơi cây đẹp quá không nè mấy chị. Mấy chị coi là không rớt cái lá chân. Người ta nuôi dưỡng cho mấy chị rất chi là kỹ. Và cây này được thuần tại vườn rất chi là kỹ cho chị mình. Nên là chị mình coi cái tầng lá của nó nè. 260.000 thôi mấy chị ạ. Một cái cây ngọc điểm mầm gấm quá chi là đẹp mà rất là rẻ. 260. Ở cái mức giá 260.000 là một trong những cái mức giá em bán rẻ nhất cho mấy chị về lô ngọc điểm mầm gấm. Trừ cây lõi. Trừ cây lõi nha. Đây
Nè chốt cái này với chị Hạnh nè, đẹp mà chị Hạnh. Nè chị Hạnh ngồi không, con lành không? Nguyễn Hạnh một cây một điểm gấm, không đẹp không lấy tiền. Cho chị ngồi anh ngủ quang quê quyên nè, một cặp một điểm gấm làm đẹp cho anh ngủ quê quyên quang. Lá đẹp đúng không anh Rục? Anh đợi em tiếng anh Quang ơi. Quên mẹ ơi, tao lộn mẹ ơi, tao lộn mẹ ơi. Thật lộn mấy chị lộn tiệm. Lầm. Nè anh ngủ yên quang một cặp hồng gấm đẹp trên ngủ yên quang nè, đẹp hơn ruột nè, một cặp có 260 ngàn anh coi nè, nè đẹp quá ha, đẹp thiệt á. Ừ, không bị lỗi lá anh nghe, không bị rớt lá anh coi nè. Nè đây, dạ 260 cây anh, anh nhân tiền anh ruột, em ruột nè đó. Ngọc điểm hồng gấm đẹp quá trời mới chưa. 260 cây một điểm không gắm, không bị rớt cá nào, ta thuần rất là kỹ à. Dạ em có ship Hà Nội luôn nha chị Bích Long Chu ơi, thơm lắm. Anh chị nào muốn làm bông liền, em nói mấy chị để tự nhiên có nắng là nó cũng có bông. Nhưng mà anh chị mình muốn, à em ơi chị, giờ chị quá sốt ruột rồi, giờ anh quá sốt ruột rồi, giờ anh muốn làm bông liền, anh chị lựa chọn giúp em, lấy giùm em cái đất bích hoa màu hồng, mấy chị chấm vô giùm em ở trên cái đất lá này. Em đảm bảo với mấy chị, khi mấy chị chấm ở đâu thì ngay chỗ đất lá nó sẽ có bông. Em nói thiệt, chỉ cần 15 ngày sau là có bông, nó nhanh cỡ đó đó. Chốt chị Trang Thùy một cây ngọc điểm gấm nè, không bị lỗi cái lá luôn nghe chị Rục, đẹp nghe chị Rục. 260 cây ngọc điểm gấm, hoa đẹp, mấy chị mua về chơi đi. Riêng về cái lô này em vẫn rất là tự tin bán hàng, dõng dạc tự tin bán mấy chị cái giá mềm, cái giá rất là mềm. Một cái điều nữa cho mấy chị là cây này nó thơm, thơm lắm người ơi. Đi lực đi bông thấy mê không mấy chị? Nè cái là nó chuyển màu rồi, chị coi nè. Dạ ok, yên tâm đi ngủ hả chị Hạnh? Chưa, để cho em lên cái lô 10 bích cái đi hả, ngủ nghe trời. Em chưa có lên lô kinh 10 bích mà. Làm gì chị Hạnh có được cái kinh 10 bích chơi. Nói chọc chọc bà đây, tao nói, nói chọc chọc bà đây chút, tôi chốt 20 cây cho mày coi nè. Thấy không? À dạ có 4 túi kích hoa chị có, 5 kích hoa đó 30 ngàn. Chị sử dụng được cho cả cái đây nấu nắng. Rồi nè mấy chị coi nè, cây ngọc điểm hồng gấm đẹp quá mấy chị. Cây ngọc điểm hồng gấm 260 ngàn, không bị rớt lá chân nào luôn nha mấy chị, ngon lành luôn nè. 260 chốt cây ngọc điểm hồng gấm 260 giùm em. Em chào chị Hoa Ngọc nha, hello chị. 260 một cây ngọc điểm hồng gấm, chốt chốt giùm em nè. À, cây này mình tưới nước thường xuyên hả em? Dạ chị Nhơn ơi, ngày chỉ tưới một lần chị, không có cần phải, hoặc là hai ngày chỉ tưới một lần, không cần tưới nước thường xuyên. Nếu mà không có cái chậu gỗ này thì chị ngày nào chị cũng tưới nước, còn riêng đã có cái chậu gỗ thế này thì để nó bám rồi, nó cộng sinh rồi thì không cần, nói chung là không có tốn công sức của chị nhiều. Cho chị Hương Vũ một cây ngọc điểm hồng gấm 260 cho em thông tin nè. Mức phí ship thấp nhất của một đơn hàng hoa lan là 40.000 tiền ship nghe chị Bích Long Chu ơi. Đơn hàng của chị là khi chị mua là em sẽ căn ký dưới 4 kg là 40.000 tiền ship, 0.5 kg hay là 1 kg nó cũng 40.000, mà 4 kg nó cũng 40.000 tiền ship. Trên 4 kg thì nó sẽ có một khung phí khác khác cho mình, là đi đồng giá cho mấy chị là từ 0.5 đến 4 kg là 40.000 tiền ship nha. Còn sau 4 kg là có mức khung khác. Và có bỏ thông chị Hạnh ơi, có. Cây đẹp quá trời luôn nè, không có rớt cái lá chân nào luôn nha. Chị Vũ ơi, mình là khách mới, mình chịu khó lên giúp em số điện thoại địa chỉ nha chị Vũ, để bên em chốt đơn đi hàng sớm với chị nhanh nhận được cây nha. Nha chị. Một cái cây ngọc điểm hồng gấm này, anh chị nào có chốt chốt giùm em 260 cây đẹp quá trời. Anh chị coi nè, bộ rễ nó bám vô cái thành gỗ rất là khỏe, thuần tỷ lắm mấy chị. Thuần tỷ nữa chị coi nè, bộ rễ nó bám vô khỏe dữ dằn mấy chị. Mấy chị hỏi người, nếu mà chị lỡ làm cái bộ rễ này nó gãy á thì cây nó có chết hay không? Có những anh chị có suy nghĩ như vậy đúng không? Không chết nha mấy chị. Nếu có thể là cái bộ rễ này nó cảm giác như mấy chị thấy dướng díu quá, nó nhìn nó xấu quá, anh chị có thể cắt tỉa bớt cũng được. Mấy chị cắt là nó sẽ ra bộ rễ mới, hoặc là cái bộ rễ này nó có gãy như thế này nè, bộ rễ này nó có gãy thế này thì cũng không ảnh hưởng gì hết nha mấy chị. Tại vì cây là cây rễ gió, cây rễ gió nó không quan trọng về bộ rễ cho chị mình. Rễ nó đung đưa gãy dập là cái chuyện hết sức bình thường. Anh chị có thể cắt tỉa bớt cái bộ rễ nó cũng được, nó sẽ ra bộ rễ mới cho mình, nó nhanh thôi, nhanh thôi là yên tâm nha. Nhiều khi anh chị nó sợ, chị nhiều khi gặp cái rễ nó có chết hay không, không có chết nổi nha, không chết nổi. Chị Thắm Võ hả? Dạ có gì để ngày mai nhân viên check tin nhắn các chị nghe chị Thắm Võ ơi. 8 giờ giúp em ơi chị. 8 giờ nhân viên họ check tin nhắn các chị nha.
U là trờ cái thằng này. U là trờ. Anh chị nào có chốt chốt giùm em nha mấy chị. Cái cây là cái cây ngọc điểm mầm gấm hả Thơm? Chậu này là 260 ngàn. Rồi em lên cho mấy chị cái vô lô nắng kinh 10 bách nha. Lô nắng kinh 10 bách. Em giới thiệu một ít cho anh chị mình về cái lô nắng kinh 10 bách. Kinh 10 bách, kinh 3, kinh hổ mang, kinh nóc môn, kinh mỏ két, kinh gà mổ là một trong những dòng đen lô nắng xưa. Nhưng mà tính đến hiện tại thời điểm bây giờ thì những dòng đắt nhất thì vẫn là kinh mỏ két, kinh gà mổ, kinh nóc mang, kinh nổ mang, kinh mùa bích. Kinh 3 tới giờ vẫn còn thì chưa gọi là đắt cho mấy chị nha. Kinh 10 bích được ship vào trong những dòng nắng kinh có giá trị kinh tế cao cho chị mình. Và dòng này chỉ có được những cô chú nhà vườn Việt Nam mình lai tạo thành công. Riêng thị trường Thái Lan họ cũng đã trải nghiệm lai tạo ra cây kinh 10 bích này nhưng không thành công và ra lại lỗi cây, lỗi bông, lỗi mặt bông cho chị mình và không đúng chuẩn cho mấy chị. Cây em có được cho anh chị mình một cái lô nắng xưa kinh 10 bích được lai tạo thành công ra ở thế hệ F1 cho chị mình, giới thiệu cho cô chú chị mình chơi một cây hồng gấm cho chị Thúy Thanh. Ok, cảm ơn chị Thúy Thanh, cây đẹp nha, đẹp quá chị Thanh, 260 cho chị Thúy Thanh, em cảm ơn. Còn cái anh chị nào có chốt cái hồng điểm hồng gấm thì chốt em 260 nè, cây đẹp không nổi cái lá nó luôn mấy chị, quá đẹp. 260 cây kinh 10 bích em bán cho mấy chị với mức giá là 70.000 một cây, 3 cây là 200.000. Riêng về cái cây kinh 10 bích hiện tại bây giờ ngồi tại đây dũng dạc nói chị mình vẫn là nhà vườn đầu tiên tiên phong bán được cái dòng cây mất giống ra trường và khó kiếm, khó tìm nhất ra trường, ra thị trường trước tiên, đầu tiên nhất ra thị trường cho chị mình sưu tầm. Đón, người ta nói là đón đầu mấy chị, đón đầu về cái cây này bán ra cho mấy chị đầu tiên và bán làm giá cho mấy chị cực kỳ rẻ, 70.000 một chậu kinh 10 bích. Mấy chị lấy 4 cây là 240. Kinh 10 bích thì nó không còn quá xa lại chị mình rồi, chỉ là nó còn giống không thị trường. Riêng dòng kinh 10 bích thì anh chị phải chơi trung bình khoảng gần 4 tháng thì vòng bông nó mới tàn. Dòng này cấu rút hoa nó vô cùng sắc sảo, nó có một cái gì đó, một cái điểm gì đó mà người ta khó lai tạo ra cho nó thành công nha. Em cho mấy chị con bông kinh 10 bích. Em cho anh chị coi mặt hoa của cây kinh mà bích. Em cho anh chị mình coi mặt bông của cây kinh mà bích à. Dòng này là cấu trúc hoa cánh rắn cho mấy chị. Mấy chị nhìn cái họng lưỡi của nó nè, rất chi là đẹp và bền. Em bán cho mấy chị mình 3 cây 200, 4 cây 240 kinh mà bích nha. Khi em đón đầu được cái giá cây này, em đảm bảo gì với anh chị mình là bán rất là rẻ. Chị Hương ơi, Ngọc Hương ơi, Ngọc Hương hỏi em hồ đẹp hôm nay em có hồ đẹp chị Ngọc Hương này. Ngọc Hương ơi, đây, đây là mặt bông của cây kinh mùa bích, rất là đẹp và bán mấy chị là chuẩn giống 100%. Cây này em đang làm giá cho mấy chị cực kỳ rẻ đó mấy chị, giá rẻ và mềm luôn, có 70.000 một cây à. Anh chị đi tìm hết nhà vườn coi, anh chị có thể công nhận với em một điều là hiện tại bây giờ tìm được cái mua cái cây kinh mùa bích cho mấy chị rất chi là khó không mấy chị. Hỏi mấy chị, hiện tại có rất là nhiều nhà vườn bán lan cho chị mình, nhưng mà kiếm được một nhà vườn mà có được cây giống kinh mình bích bán mấy chị ở mức giá 70.000 thì nó khó thiệt nha. Nó khó thiệt cho mấy chị đó nha. Đây, đây là cái cây kinh mình bích em bán cho mấy chị mình là 70.000 một cây, combo 3 cây là 200.000. Dạ, chị Bích Long Chu, em cho chị Bích Long Chu cây ngọc điểm gấm đẹp. Chị Bích Long Chu nè, không bị rơi lá nha chị, không bị rớt lá nè. Bích Long Chu cây ngọc điểm gấm 260. Em cảm ơn chị Bích Long Chu nha. Em còn cây một điểm nữa luôn cho chị thôi. Kinh 10 bích nha mấy chị, một cái dòng nắng kinh, giá trị kinh tế cao, bông rất là bền. Dòng này đắt đó mấy chị, thiệt. Em đón đầu em bán kinh 10 bích trước cho mấy chị. Hiện tại chưa có nhà vườn nào bán được cây kinh 10 bích ra cho mấy chị ở mức giá này. Combo 3 cây là 200.000 chuẩn giống nha. Anh chị mình lấy 4 cây em để mấy chị 240. Combo 4 cây kinh 10 bích là 240.000. Đen đô nắng kinh 10 bích nha mấy chị. Một cây kinh 10 bích nó cỡ tầm nhận này nha chị Chu Hoàng, 70 ngàn chị Chu Hoàng nha, 70 ngàn. Dòng này nó hiếm rồi.
em bán từ thời mà có giống bán chị Hoàng, bây giờ mất giống đi. Đây 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 đây, anh chị nào có chốt ngọc điểm không gắm em để đây cho mấy chị nha. Cây ngọc điểm không gắm này sao 60 ngàn, đẹp ha, cây đẹp ha. Ừ, ừ, chính xác, đẹp hơn cây thuần nhiều. Anh chị nào có lúc cái chốt cái kinh mười bích thì chốt em nha. Nè, chốt cho chị một cặp kinh mười bích nè. Nè, cặp này đi. Cặp kinh mười bích đây cho chị Minh Anh đi. Rồi Minh Anh cặp kinh mười bích nè. 140 chị Minh Anh. Ô là trời, nói gì đó chị. Em nói hiếm dữ lắm. Kinh mười bích có giống đâu, có giống cái gì à. Hiện tại bây giờ chỉ có một cái nhà vườn này em độc quyền, có một nhà vườn độc quyền với lô kinh mười bích cho mấy chị thôi. Duy nhất một nhà vườn của cái chú này. Chú có lô kinh mười bích thôi. Hiện tại không ai có hết trơn á. Dạ không gắm 260 ngàn á. Anh Đức, anh Đức Vũ ơi, anh Xuân Lan Nguyễn ơi, chắc đóng hàng rồi đó. Đóng hàng rồi anh ơi. Nè, một cái kinh mười bích chốt cho chị Ngọc. Lâm Ngọc nè. Một cái kinh mười bích chốt cho chị Huệ Ngọc ạ. Lâm Ngân nè, Huệ Ngọc nè. Cho chị Cuồng Lan. Hai cái kinh mười bích cộp đơn. Cuồng Lan hai kinh mười bích cộp đơn ạ. Dạ, em bên em cân ký chị Nguyễn Bá Lành, anh Nguyễn Bá Lành ơi. Bên em cân ký dưới 4 ký là 40 ngàn tiền ship. Nên là mình mua đơn hàng bao nhiêu không biết cân ký anh. Đa phần mức ship của mấy chị ở mức khoảng 40 ngàn tiền ship. Tại cân ký là mức phí ship thấp nhất của một đơn hàng hoa lan. Từ 0.5 cho đến 4 ký là 40 ngàn tiền ship. Sau 4 ký là có mức giá khác cho mấy chị mình. Đồng giá đó là đồng giá đó mấy chị. Tùy không biết em không biết mình mua bao nhiêu. Nhưng mà thường á, chưa 4 ký là cứ 40 ngàn ship. Cây ngọc điểm không gắm á, là em đang bán cho mấy chị với mức giá là 260 ngàn. Một cây ngọc điểm như thế này, bán cho chị mình với mức giá là 260. Cây này chuẩn bị nước bò luôn mấy chị ạ. Cây này nước bò luôn nè. Thấy không, thấy không, thấy chưa, thấy chưa. Một cây ngọc điểm gắm cho chị Hoài Ngọc nè, cây đang nước bò luôn chị Hoài Ngọc. Em dạch ra nè. Cây mười bích ra bông như thế này, chị Hồng Minh Lê đẹp lắm chị Hồng Minh Lê. Mùa kinh mùa bích là cây kinh nắng xưa mà. Giá trị kinh tế cao, bông chưa gần 4 tháng mới tàn mấy chị. Nó đẹp dữ lắm, mấy chị ơi, kinh mùa bích nó đẹp dữ lắm. Giá trị cao hơn cả cái kinh nổ mang mình nhiều. Đắt hơn nhiều, nhện đen hả? Nhện đen hôm nay em có hàng hả chị ạ? Nhện đen chị để em ít rơm nha chị ơi. Chị có để em ít rơm nha. Đây mặt bông của cây kinh mùa bích em cho mấy chị coi nè. Đẹp lắm. Kinh mùa bích nó lên bông cho mấy chị đẹp lắm mà giá trị cao lắm mấy chị, cao lắm. Kinh mùa bích. Thấy chị kinh mùa bích hết còn. Dạ chị Trang Đặng em bán lá nhưng mà nhanh vòi lắm chị Trang Đặng. Lâu này khách em trồng về chưa được nửa tháng là có bông chơi á. Đợt trước em cũng có về mà. Em vừa về với đây bán chưa được nửa tháng đó mấy chị. Mà khách trồng là về có bông chơi rồi. Khách mua về trồng là có bông chơi rồi đó chị, nó nhanh làm bông. Là cây ngọc điểm không gắm 260 ngàn nè. 260 trời ơi, cây nó răng nước vòi nè chị. Nè chị coi nè. Rồi đèn pin vô chị coi. Nè. Nứt luôn nè chị coi nè, thấy không, thấy không. Nè. Nó. Nó nhanh bông vậy đó, mà bán lá thôi. Nè ngọc điểm, cái lô này nó dày không rồi đó chị. Nó dày là bông, nhảy bông vô cùng. Cây này là 260 ngàn nha, cây ngọc điểm không gắm này. Anh chị nào có chốt em 260. Ừ. Cây này nó bám. Em nói chuyện người ta thuần bám rễ, thuần bám vô cái chậu nhựa gỗ rất chi là ngon lành cho mình rồi. Cho chị một cái kinh mùa bích nè. Một cái kinh mùa bích cặp đơn cho chị Hồng Anh Lê, em cảm ơn ạ. 70 ngàn một cái kinh mùa bích nha mấy chị. Combo 3 cây là 200 ngàn. Anh chị mình lấy 4 cây là 240 kinh mùa bích. 2 cây nè. 3 cây kinh mùa bích là 200 ngàn ạ. Anh chị mình ghép 4 cây dân chậu đi cho nó đẹp. Trời, cái dòng này giá trị cao lắm. Có 60 ngàn nó cũng rẻ. Sao rồi, em không có giặt ra. Thật, cây của chị em chỉ lựa là lá đẹp thôi. Em không có giặt ra mấy chị ạ. Em giặt, em nói chờ em giặt làm cho mấy chị coi thử vậy đó. Em không có giặt ra nhưng mà em nói nhảy bông dữ lắm. Nè chị Trang Đặng cây nè. Trang Đặng chị, cây ngọc điểm gắm chị Trang Đặng nè. Ngon lành nha chị Trang Đặng. 260 ngàn.
Em nói tại vì cái lô này nó nhạy bông lắm chị Hạnh ơi, thiệt. Em nói chị Hạnh thật sự là rất là nhạy bông. Chơi là ghiền đó bà Hai ơi. Nắng xưa à? Cây nắng xưa bây giờ là có chanh Phú Nguyễn một cây. Anh Vũ lấy nhất hai cây về ghép cho đẹp anh Phú Nguyễn. Hai cây mình ghép cho đẹp. 25. Anh chị mình có lấy thì lấy nhất hai cây ghép vô chậu cho đẹp với chị. Chọn có đồ có cặp. Có đồ có cặp. Nó đồng thanh đồng thủ, nó phát triển cùng lúc với nhau. Có một cây nó buồn lẻ loi đó mấy chị. Thiệt. Nó cô đơn đó mấy chị. Nó cô đơn đó. Đi là đi một cặp cho mình, cho nó có đồng thanh đồng thủ. Bởi người ta nói có trúc là phải có mai đó mấy chị. U là trời lộc lây ô lộc lây. Thiệt. Thiệt mày chị mà đòi lấy vợ. Khổ tâm lần này ghê. Anh chị nào có chốt kinh mời bách chốt em nha. À, một cặp của nó là quên số đây với chị 70.000. Một cây anh chị lấy 4 cây là 240, mình lấy 3 cây là 200.000. Xong rồi các em lên cho mấy chị cái lô bò tím nụ. Lộc Lê lấy cho chị cái bò tím nụ cho cái khách đợi chị Lộc Lê. Lên cái lô có bò đồ tím nụ cho mấy chị cái bò bà lu nụ. Em lên cho mấy chị cái lô bò bà lu nụ cây đẹp cho mấy chị nè. Anh chị nào có lấy kinh mời bách ra nói giùm em nha. 70.000. 70.000 một cây, 3 cây 200, 4 cây 240. Em có mấy chậu nắng lớn đẹp lắm á chị. Em đang có một lô cây đẹp dữ dằn, đẹp mà nhiều bò dữ dằn. Cây hàng thiết kế mà giá rẻ lắm á chị. Một cây 5, 6, 7, 8, 9 bồi luôn. Có. Khi nào nó có ngọc dạ cây này nó khoảng cho chị mình khoảng tháng nữa là bắt đầu đi bông. Khoảng tháng nữa cô. Tháng nữa là bắt đầu đi bông được rồi cô ạ. Tại cái kênh mùa bích của mình khoảng tầm chừng này là bắt đầu có bông rồi. Chừng này bắt đầu có bông rồi. Nhưng mà nếu mà cầm từng này là bán không bao giờ cầm bán cho mấy chị ở mức giá mà 70.000 đâu. Thời điểm mà con cầm cái kinh mà bích lên bán á, rẻ nhất tại thị trường á, chậu CV 12 là cầm bán cho mấy chị là 90.000 một cây kinh mà bích. Là rẻ nhất. Là cách đây là khoảng 2 năm á, là cây cỡ tầm nhường này nè, là con bán rẻ nhất là 90.000 một cây á. Còn cây cao hơn thì không nói tới đâu. Cao hơn thì bán từ 180 lên, 180 lên một cây. Không có bao giờ mà cây cỡ này bán 70.000 đâu mấy chị. Kinh mực bích rất là đắt tiền. Không, em nói mấy chị cây gì người ta có thể Thái Lan có thể ra tạo ra được. Nhưng mà riêng kinh mực bích thì Thái Lan không lai tạo ra được. Thiệt. Kinh riêng Thái Lan là cây riêng Thái Lan là không lai tạo ra được kinh mực bích. Nên là chính vì vậy nó hiếm và nó khan. Vì giá rất chi là đắt. Em cho mấy chị coi là mặt bông của cây kinh mùa bích nha. Đây là mặt bông của cây kinh mùa bích nè. Đây mặt bông của nó đây. Chào ba cây này là 200.000. Anh chị nào có chốt kinh mùa bích chốt em. Rồi em lên bọc bà lu nha. Em lên bọc bà lu cho chị mình nha. Như cái lời em nói cho mấy chị á, về cái giống bọc bà lu á, là thường á là người bán sẽ nói cho khách hàng biết á, là bọc bà lu nó hiện tại nó đang mất giống hay là nó hiếm. Mỗng anh này mày lại từ từ mày. Quỷ yêu nghiệt. Đây là cái em lên cho mấy chị cái bò bà lu nãy giờ nữa mấy chị. Anh ra đẹp không biết anh còn đó không biết nha. Bò bà lu á là em đang bán cho mấy chị cặp 250. Bò bà lu lần cặp 250 nha. Để em lấy. Dạ. Dạ chưa chút cô khoảng được 3 phút nữa đi cô muối 3 phút nữa vô là cô 3 phút cô hỏi con Yến ơi là con quay liền cho cô. Yến ơi anh Nguyễn mới làm em lựa cho mình 4 cái bò luôn, 4 cây kinh mà bích đều nha. 3 nè. 4 cây kinh mà bích cho anh Nguyễn Bá Lành nè. À. Nguyễn Bá Lành 4 cây kinh mà bích em cảm ơn 240 nha. Chuẩn giống 100% nha, bảo hành mật bông cho mấy chị. Đây, hồi nãy anh chị hỏi em có cây này đúng không? Cái cây này là cái cây bò bò lu. Bò bò lu cô thích chứ con đâu cô muối. Con biết cô sẽ thích chứ con mà. Con đi nửa tiếng nữa đi. Nửa tiếng con coi con nửa tiếng nữa nha. Nửa tiếng nữa con quay cho. Dạ cảm ơn má lành nhiều. Đây là mặt bông của cây bò bò lu. Phong bông đẹp nha mấy chị. Bò bò lu này hôm bữa em đi vườn lớn á, không còn một cây bò bò lu nào kể cả cây nhỏ tới cây lớn tại vườn. Một cây kinh mưa bách cho chị Hoàng Mỹ Trương đâu ok chị. Có thể những cây bò tím này kia bò vàng này có, nhưng mà riêng bò bò lu thì lại không có. Anh chị có thấy với em một điều gì không? Riêng bò bà lu thì lại không có.
em không biết lý do là sao nha mấy chị. Đây một cây kinh mười bách trúc cho chị Hoàng Mỹ Nguyễn, 70.000 gặp đơn, cảm ơn chị. Bồ lưu đi mấy giường rồi, bữa giờ chị em cũng kêu chị Phượng nhập cây bồ bồ lưu về semi phi hai á để bán cho chị mình, cũng không có luôn mấy chị, giường cũng có luôn, nó cũng không có, không biết chứ nó sao, không biết đồng loạt hết hầu hết tất cả các vườn cũng có bồ bồ lưu luôn, đồng loạt luôn nghe mấy chị, chứ không phải là nhà vườn này có nhà vườn kia có, đâu có đâu. Em mới hốt được lô bồ bồ lưu này cho mấy chị á, mà về làm giá cho mấy chị nó ngon lắm mấy chị. Cặp bồ lưu có 250 à, cặp 250 bán cho mấy chị một mức giá trời cây nè, một cặp bò bà lưu là 250, đi một cặp giúp em nha mấy chị. Trời gì bò lưu khác bò tím thế nào hả, lấy mặt bông của bò tím chị à, lấy cái bò tím có bông chị à? Dạ lấy cái bò tím cho sao hai trước á, cho cái nở bông vậy chị nhìn. Hành kiếm em gì mà buồn ngủ, hỏi em gì buồn ngủ. Cặp bò bà lưu này là 250, đây là mặt bông của cây bò bà lưu nha, đem cho mấy chị coi là cái mặt bông của bò bà lưu. Chị My Trương ơi, chị My Trương nếu mà chị lấy lẻ một cây bò bà lưu là 140, chị My Trương ok không, lẻ là 140 cặp là 250. Chị khuyến khích chị lấy một cặp để làm giá được rẻ nhất có thể chị. Cái này Hoàng My Trương nè, có ghi vô chưa à, một cây kinh 10 bít 70.000, một 44. Đây mặt bông của cây bò bà lưu, bò lưu giá trị cao lắm á. Em đi một cặp bóc có qua có lại chị ơi, không có lựa cây nhiều ngồng được đâu nghe chị, bây giờ đi không có thôi, bóc là có qua có lại cho mình chứ chị lấy cây nhiều ngồng đâu có tính giá được chứ, lấy cho chị mình đúng không, bóc phải có qua có lại cho khách nè. Ừ đúng rồi, một cặp bầu luôn này chị Hoàng My Trương nè, một cặp 250 gấp đơn chị Hoàng My Trương luôn, em bóc là có qua có lại. Em nói mấy chị bầu luôn đang yếm không tin mấy chị hỏi, em hỏi thiệt mấy chị nè, bữa giờ mấy chị lướt sang mấy nhà vườn mấy chị có thấy ta bán bầu luôn không, không không có nha, nói thiệt đó. Nè em lấy một cặp cho mấy chị nè, một cặp bò bà lưu này là 250, cây đẹp đó mấy chị. À mấy chị em, ê nó là trước nó biết cây lửa bò tím không, lầu lọc lên đặng nó biết cây lửa bò tím không nè, chị kêu nó lấy cây lửa bò tím trồng sao viên 12 á, có một bông nở cho khách coi á. Chị đem tí nha, đây 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 cái kia là như vậy, đây cho mấy chị vậy cái kia vậy cầm nè. Đứng đó, đứng đó thiệt cho chị chụp tấm hình đây, đứng đó cầm cái lên, cầm cái lên đây, đứng lên ngước mặt lên, cái này đâu phải đâu, cứ ngước mặt lên. U là trời. Đây mặt bông của bò tím đó chị hả? Đây, đây là mặt bông của cây bò tím. Đây này này, đây, đây là mặt bông của cây bò bà luôn. Dạ, còn sao xanh hãy chọn cho anh ba cây con đẹp còn. Còn. Chị quốc gia đại sự. My ơi, chị quốc gia đại sự My ơi. Đây là mặt bông của bò bà luôn à? Cây bò bà lưu nè, là màu tím nha, cây đẹp. Em lựa ba cây sâu xanh 240 cho anh Việt Khanh nè, không đẹp không lấy tiền nè. Em bán cặp 350. Của chị Hoàng My Trương là có một cây 4 vòi, một cây 1 vòi là 5 vòi. Hay là bây giờ chị muốn lấy một cặp 2 vòi đều là 4 vòi hả chị My Trương? Hồi nãy là có một cây móc cho chị một cây 4 vòi và một cây 1 vòi là 5 vòi. Còn nếu mà chị lấy cặp này thì 4 vòi. Ok không? Ok không? Hay là chị muốn đổi, đổi thì em đổi cho. Đổi thêm đổi cho. Cặp bò bà lưu này là 250. Em nói bây giờ bò bà lưu nó khan hàng dữ lắm nha. Tại khi bóc một combo mấy chị, là em bóc có qua có lại hết trơn. Đẹp dữ lục lây. Anh Việt Khanh ơi, em lựa cho anh ba cây sao xanh là đẹp dữ dồi con tim không nè. Sao xanh nè, em cho anh gấp cho thiết kế đẹp nha, đều nha. Ba cây sao xanh này nè 240.000 cho anh nè. Đây hai cây cho anh nè, ba cây cho anh Việt Khanh nè. Ok không được. Ok, cái cây này nó đẹp, cái đi trời cho có động lực em bán cái lô này cây. Cái lô này là cái lô cây em bán từ 160 đến 180 một cây. Mà em làm giá cho mấy chị chỉ có 80.000 khi mấy chị lấy 3 cây là 240 thôi, bao giá toàn quốc luôn.
Riêng về cái lô này là cái gốc của nó gốc tung chai, đặt bông rất là bền, thơm là cái điều tiên quyết. Cái thứ hai là nó rất là bền. Và dòng này đặt bông cho mấy chị trên 35 bông mà xây bông vô cùng, đi bông liên tục tới nít lá. Thì khanh ba cây nè. Có cây nào cao không? Không. Anh này là cao hết mức rồi. Riêng về cái cây bò lu á, nè anh ruột cao nè, anh ruột coi nè, 169 1 gan, 2 gan, 3 gan. Cây nó cũng khoảng 3 gan hết trơn rồi, 60 sen. Chưa tính vòi, chưa tính vòi nha. Dạ còn màu tím không chị? Còn lan, còn có. Màu tím có. Phụ nữ đâm xây còn ấy chị Trâm Từ ấy, đâm xây đúng không? Còn. Hết rồi, ừ quên hết rồi. Chị có chút dư thêm chút dư. Hồi trưa em đang bán cho mình là 4 cây 54 ấy, có vòi ấy chị. Chị có chút dư em chút dư cho. Ví dụ như mai ai không gửi được hàng á, thì em lên, ê có cái mấy cây phụ nữ, mấy cây màu tím mấy chậu nhỏ lọc lên. Lấy lên cho chị lên lưu khách luôn lọc lên. Màu tím ở trước á. Gì chị? Thì ta để vô gốc cho mày, cho bà chủ đọc chứ sao. Nè đây là nhắc nhở lần thứ nhất nha. Quấy nồi. Quấy nồi. Cầm cây Cesaret. Cesaret. Được không bà chủ? Chị nè chốt cặp này cho cô Thiết Mai Trần Thị, con cảm ơn cô nhiều. Dạ ok, chốt dư. Chốt dư chị Trâm Từ 4 cây vũ nữ. 4 vũ nữ vàng á hả? Ừ. Cái này cái gì? Cái bò tím. Không. Trời bò bà lu. Bò bà lu. Ô là trời bò bà lu, chốt chị Thiết Mai Trần Thị. À ý là ý là vườn có cây nào cao hơn kiểu thiết kế hả? Có. Nhưng mà nó có chậu thiết kế sẵn được không anh? Có chậu thiết kế sẵn được không? Có chậu thiết kế sẵn được không? Được. Được không? Được đi, em quên em trả lời luôn được. Trời em bị liệu á. Nè còn được có mấy cây bò bà lu á, chị chốt em đi rồi cái em lên cho bò tím đẹp nè. Cặp bò bà lu nè. Cái này là anh chị ơi em quên. Anh chị mình thích lấy nở không? Em có nở. Em có nở cho anh chị mình nói với cây bò bà lu này nha. Còn cái này là em lên cho mấy chị là cây nụ. Một cặp là 250. Chốt chị nội viên không có cây bò lu nụ to, chị nội viên không có cây 140 nha. Nè cái cao đẹp chị nội viên không có nè, 140 nè. 140. Mình lấy lẻ cây là 140 nè, bò bà lu nở đẹp lắm mấy chị. Anh chị coi nè. Đẹp quá, nói chung là đẹp lắm, bò luôn nữa đẹp lắm mấy chị. Bò luôn hiện tại đang yếm nha. Hai cái lũa tím bò nhiều hả? Bò tím lớn còn luôn đây. Cô ơi. Nè cho mấy chị coi nè. Ở đây cô lấy cái nhỏ, cô lấy cái lớn cô. Cô Thiết Mai Trần Thị, cô lấy cái nhỏ, cô lấy cái lớn. À, cô lấy size 70 ngàn hay là cô lấy size cặp 250? Con có mấy size? Con có loại 3 cây 200 ngàn. Và con có loại là một cặp 250 giống như là bò bà lu á cô. Cô Tiết Mai Trần Thị lấy nào nào con biết con lên cho. Anh chị coi bò lu nó đẹp quá mấy chị ơi. Nè bò bà lu nè mấy chị coi nè. Bò lu cây đẹp nè mấy chị. Đây đây. Bò lu nha. Một cặp của nó là 250. Còn con lấy bò tím loại nào để con biết con lên cho từ từ. Nhiều quá. Con lên trước cho cái hả em lên. Cô Tiết Mai Trần Thị cặp 250 lục lên. Ừ, cô Tiết Mai Trần Thị cặp đẹp. Cô đợi con tí nha cô. Cô đợi con tí. Đưa cái mặt bông nở của cây bò tím cho chị coi, đưa cho chị khách coi. Đây là bò bà lu nha mấy chị. Đây cây bò bà lu nha. Anh chị nào có thích chốt em nha mấy chị. Bò bà lu thì cặp của nó là 250 luôn. Đây. Nè còn bò tím đó mấy chị. Nè, là mặt bông của lô bò tím nha. Em có cây lớn, có cây nhỏ nhưng mà để lên cho cô Tiết Mai Trần Thị cặp lớn trước đi. Đây là bò bà lu cặp đây 250, anh chị nào có chốt bò bà lu chốt em cặp đây 250.
từ từ đi anh, đợi em tí đi anh, đợi tí đi anh, đợi tí đi em lên cho à, từ từ cho anh có chậu lớn xíu em lên cho anh cái em xíu em lên cho mấy chị mấy chậu lớn hơn thiết kế mà giá nó mềm, nó có tầm cho mấy chị là 200 mấy thôi, 200 mấy thôi nhưng mà ngon ngon lành lắm mấy chị ạ. Trong khi lợi đưa cái sọt em kinh cái sọt xuống chị, đưa cái sọt lên chị, trong khi lợi đợi cái lô của cô, con nợ cô hai cây, cô Tuyết Mai để con để Lộc lên lấy lựa cho cô cái đẹp nè. Em có lô bò tím này, chậu phi 12 chậu nhỏ mấy chị, cái này là em đang bán cho mấy chị là 3 cây 200 ngàn, bò tím chậu nhỏ nha, bò tím chậu nhỏ 3 cây 200 ngàn đang có bòi nè. Cô Tuyết Mai thành lý một cặp bò tím lớn nè, một cặp bò tím lớn cho cô nghe, đang vòi rượu cho cô nè, cặp này 250 con cảm ơn cô ạ. Cặp bò tím 250 cô Tuyết Mai 170. Đây em lên cho mấy chị bò tím chậu nhỏ nha mấy chị, bò tím chậu nhỏ 3 cây là 200 ngàn, 70 ngàn một cây nha. Anh chị muốn lấy mấy cây có đơn, lấy mấy cây gặp đơn tùy thích chị mình nha. Bò tím chậu nhỏ size phi 12, phi 12 nhưng mà cây đẹp lắm đó. Em lựa con sọt mấy chị, em lựa được con sọt cho mình thôi, cho nụ nha, nụ cho chị Văn nha. Chị Văn một cây bò tím với chị Văn 70 ngàn, 3 cây lửa bò tím có 200 ngàn mấy chị nè. Cây đẹp mấy chị nha, đang vòi. Cây đẹp đang vòi nha. Combo 3 cây lửa bò tím là 200 ngàn, 70 ngàn một cây lửa bò tím. Thì bền lắm mấy chị, thằng này nó bền, dứa dằn bền, bền lắm luôn. 3 cây có 200 ngàn à. Cảm ơn chị Văn nhiều, cảm ơn chị Văn nhiều. Đây nhớ nhìn nha, nhìn kỹ không chị nha. Đây là cái mặt bông của lửa bò tím nha, chứ không phải lấy cái cây cigarette là cây lửa bò tím nha anh hai. Bởi vì nó giống sao không thấy giống gì hết trơn vậy? Nó giống mà sắp cái cây vô u là trời. Ôi trời. Nè, ba cây bò chốt cho chị Trương Bảy, em lựa chị có nụ với một cây nở chị Trương Bảy chơi nha. Trương Bảy 3 cây bò tím nha. Hello chị Nhung, chào chị Nhung yêu vấu. Nè mấy chị coi lửa bò tím đẹp không mấy chị? Nè có mấy cây mà tiễn được, có mấy cây đẹp mà. Bò tím nó thân lắm. Mà tiễn được cái này cho mấy chị. Không, bò bà lu không có chậu tuần sẵn, chỉ có chậu gì thôi, chị Yến Nguyễn hết trơn rồi. Em nói chị đi hết tất cả các hàng, các nhà vườn không có chậu lớn. Em nói thiệt nha, 3 cây lửa bò tím là bò nụ to ha. Ok chị, bò nụ to cho chị à, cho chị Bích Nguyễn Nguyễn nè. Nè 3 cây cho chị nè, 3 cây lửa bò tím cho chị nè. Cho anh chị Nguyễn Phương một cây bò tím nụ. Nguyễn Phương một cây lửa tím nụ cho mình 70 ngàn. Này của Nguyễn Phương, lửa tím cây đẹp nha mấy chị, 70 ngàn còn được có mấy cây nữa nè. Xong lên cái lô này cây đẹp. Bò tím có hàng lá không? Không có chị. Chị ơi yên tâm đi, chị mua hàng lá không là cũng 70 ngàn. Em nói thiệt, chị mua hàng lá không cũng 70 ngàn. Chị mua cây có bông của em cũng bán chị 70 ngàn, cũng không có bán mắc cho chị đâu. Là chị cùng Lan yên tâm nha. 3 cây lửa bò tím này là 200 ngàn mấy chị. Nè, đang có bông mấy chị chơi ngon lành luôn nha. Combo 3 cây lửa bò tím 200. Chốt em 3 cây này 200 ngàn giùm em đi. Em còn được cho chị mình 8 cây nha mấy chị, còn được 8 cây. 8 cây lửa bò tím là hết luôn. Là miếng ghép hả? Dạ, chịu khó đi, tại vì em nói chị bữa em đi vừa lên vườn lớn á. Chị có hỏi em bò bà lu đúng không? Mà em trả lời chị không có đó. Nếu mà nhà vườn đó không có bò bà lu là những nhà vườn khác không có bò lu. Chị sợ hư bông thì chị mua vòi đi. Nè chị mua cây nhú vòi thế này nè chị. Nè lô tím hoa cho chị Tâm Trương 3 cây gặp đơn, cảm ơn 200. Nè chị coi nè chị, mà chị đang suy nghĩ đơn giản đầu đi. Nó đơn giản là cái nói chung là mình không có bị hư hô đâu đâu chị. 3 cây bò tím nha, 3 cây lửa bò tím 200. Còn được 5 cây nữa hết mấy chị. Cây đẹp nè mấy chị ạ. Combo 3 cây lửa tím này là 200 ngàn. Cây này dễ làm bông mà em lựa cây lầm nhất có thể đó mấy chị. Thiệt, em lựa lầm nhất có thể mấy chị thấy không? Mấy chị thấy cây bò tím này cao không? Trong khi cái cây thị trường nó khoảng trên 1.5 tí cho mấy chị thôi, là khoảng 25 sen mấy chị. 3 cây này chị nào có chốt chốt em 200 ngàn nha. Cây lửa bò tím gặp cho chị luôn hả? Cho chị cây này đi. Chị xa sợ nó bị hư bòi đúng không?
em gộp cho chị 70 ngàn, chị còn Lan gộp đơn, cảm ơn. Cây nhú vòi hả? Để cho chị cây này nè. Cây lũ tím đi cho chị. Ủa, cuồng Lan hát nữa. Cuồng Lan 33 gộp đơn. Cuồng Lan khu số mới nè. Chứ 33 có tạo đơn rồi, chỗ này không có. Số 33 đó. Cốc cây lũ tím đi cho chị lấy thi công hoàng 17 gộp đơn nè. Tàu Giang một cây lũ tím, Tàu Giang là số 113. Còn được hai cây cuối cùng. Trời ơi anh chị ơi, em có được cái lô tỏ. Này 113 ha. Em có được cái lô tỏ ăn kia mà đẹp quá mấy chị. 7. Còn được hai cái lũ tím mấy chị, chốt dứt em luôn mấy chị. Này nhú vôi. Dứt dứt em luôn đi. Nào. Lý Thị Kim Hoàng, Lý Thị Kim Hoàng là 17 nè. Ừ, ok. Này 113. Nè cho chị Hồng Nguyễn nè. Đúng ý cho Hồng Nguyễn luôn rồi nè. Nè cặp này chị Hồng Nguyễn nha, 140. Anh chị cây này có được, cây này có bóng được lên. Có được rổ cây nè mấy chị. Cây là cây thỏ ăn kim. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Nó bền, cây này phải 4 tháng nha. Cây thỏ ăn kim này phải 4 tháng nha mấy chị. Xuất sắc bà con ơi. Xuất sắc cái thỏ ăn kim nè mấy chị coi nè. Cây này khoảng 4 tháng nha, mặt bông nở chuẩn nè. Em cho mấy chị coi mặt bông này. Hai cây ngủ 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 đúng không? Một bò tím, một bò ba lu à. Khoan khoan, một cây bò ba lu nụ, một cây bò tím nụ lớn. Là một cây bò tím 70 ngàn với một cây bò ba lu nụ 140. 140 sorry. Mà chị xin nghĩ là hai cây bò tím nè. Một cây bò ba lu nụ chị 140 là gặp đơn nè, em cảm ơn chị. Hồng Nguyễn em chốt đơn nhầm. Còn được cây bò tím 570 ngàn mấy chị. Mất số hả? 1,4,7,4,5 cây lửa bao tím này 70 ngàn. Còn được cây chị nào có chốt chốt em nha. Em cho mấy chị coi mặt bông của cây thỏ ăn kim nè. Cây này giống mới đẹp lắm mấy chị. Cây riêng về cái dòng tay thỏ này á thì rất là bền bông. Anh chị mình chơi khoảng à, bò tím lớn luôn hả chị? À ok, được, được. Em lọc lên lấy bò tím lớn không? Lấy bò tím nhỏ lọc lên. Ok, làm giá chị cặp 2,5 luôn. Bò tím lớn. À, chị đợi em tí nha chị. Đây, 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 mặt bông của nó nè mấy chị. Đây. Đây đẹp nha. Cây này á, cao quá. Cây này là cái cây thỏ ăn kim. Đẹp cho mấy chị mình. Bền nha, thỏ ăn kim. Nè còn được cây bò tím lớn cho chị nè. Cho bò tím lớn cho chị nha. Em gặp đơn chị luôn, cảm ơn chị Hương Nguyễn. Còn được hai cây bò tím nhỏ. Anh chị nào có chốt hai cây bò tím nhỏ chốt em 140 nha. Nè thỏ. 140 luôn. Cây thỏ ăn kim này đang có vòi bông cho mấy chị chơi. Cây đang có vòi nha mấy chị. Em bán mấy chị mình 70 ngàn. 70 ngàn một cây thỏ ăn kim đang có vòi đủ. Anh chị lấy 4 cây em để cho mấy chị 240 nha. Cây đang có vòi đẹp, có nượn rổ mấy chị. Nè có rổ à. Nượn nhỏ em ơi hả. Còn nượn nhỏ không lên. Đây 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 đây. Hết rồi. Hết nượn nhỏ rồi, để em đi kiếm coi. Đi giác kiếm cho. Nhỏ xong có chị ơi. 4 cây thỏ ăn kim với chị Kim Ngân nè. Đang vừa nượn nha. 240 chị Kim Ngân Nguyễn. Em cảm ơn Kim Ngân Nguyễn. Hai cây thỏ ăn kim. Ê, chị lấy cây nhú nụ lọc lên. Ê mở mặt chị đi, cây nhú nụ đi, nụ nhỏ đi. Để kiếm. Đổi chị. Thỏ ăn kim là 4 cây 240 nha mấy chị, bền dữ lắm. Có 60 ngàn cây đang vào nụ luôn. Em có duy nhất rổ đó mấy chị. Ít, không có nhiều. Một cây nụ lớn nha. Ok chị, một cây nụ lớn. Một cây nụ lớn chị Hồng Nguyễn. Một cây thỏ nụ lớn. Đang gợp một cây thỏ nụ lớn, thỏ ăn kim. 70 ngàn. Hai cây thỏ ăn kim, em lựa cặp đều. Em cặp lựa cặp đều cho chị Phương Trúc nha. Phương Trúc hai cây thỏ ăn kim 140. Đang có vòi hết trơn rồi mấy chị.
cây đang có vỏ trơn, đâu rồi, vỏ nó đâu, đây đây. Một cây thỏi ăn kim nụ lớn đây cho Tàu Giang. À, cho Tâm Trương chứ quên. Tâm Trương. Nè cây thỏi ăn kim Tâm Trương. Một cây thỏi ăn kim nở cho chị Tàu Giang. Tàu Giang cây thỏi ăn kim nở. Nè. Rồi đó. Còn được có đủ hai combo cho mấy chị, 8 cây mấy chị. Còn được 8 cây thỏi ăn kim đang vòi nha. 4 cây là 240. Tâm trương trước một cây nụ lớn. Một cây nụ lớn. Ừ. Hai cây đó trước chị Phương trước có 93. Em hết nụ lớn rồi, em chỉ có nhú vòi thôi chị Nguyễn Phương ơi. Hết nụ lớn rồi, chị lấy nhú vòi giúp em nha. Em cho chị Nguyễn Phương một cây thỏi ăn kim nhú vòi cho mình nè. 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 Đổi cái cây này cho chị. Hồng Nguyễn nè, đổi cây này, đổi một tiếng cho chị Hồng Nguyễn là số 374 đổi. Cái này cây 173 thôi. Nè, Hồng Nguyễn đổi nè. Chốt 8 cây thỏi cho chị Mai Tân. Mai Tân ơi, em còn được 7 cây thỏ à. Có một cây này hàng lá nè. Sáu chục ngàn cây đúng không? À, 6 x 6, 36. Nay có 5 cây chứ quên. 36 nè, 6 x 6, 36. Ủa sao còn có 6 cây à? 6 cây nè. 6 cây với cây này hàng lá. 36 với cây này em tính cho mình 40 ngàn nha. Là... tổng 400 ngàn cho 7 cây thỏi ăn kim nha. Nha Mai Tân. Nha Mai Tân nha. Rồi hết thỏi ăn kim rồi. Anh chị ơi, em có được cây này nó thơm ngất ngưởng nè. Cây này lạ lùng với chị mình lắm. Cây này là cái cây lan bạch hạt, còn kêu là cây bạch câu mấy chị. Dạ. Nè bữa khách trồng ba bông mấy chị thơm bạo ngạt luôn. Lan bạch hạt còn kêu là cây lan bạch câu. Đi bông dữ lắm. Khách trồng nè mấy chị coi nè. Có mấy cây à? 150 cây mấy chị. Lan bạch hạt còn kêu là cây lan bạch câu. Và bông của nó tỏ ra giống như là con chim, nó bung ra giống như là con chim bồ câu. Nên là người ta kêu nó cây bạch câu hoặc là bạch hạt. Hoa trắng tinh mà thơm ngào ngạt nha mấy chị. Thơm ngào ngạt cô nó đẹp mấy chị coi nè. Cây là lan bạch hạt kêu bạch câu. Mấy chị có thể trồng chậu thế này cũng được, ghép gỗ cũng được, khách trồng mấy chị. Đẹp quá ha. Đi bông dữ lắm, đi bông dữ lắm mấy chị. Thơm dữ nha. Cây này là 150 cây. Em có được là 7 cây lan bạch hạt nha mấy chị. 7 cây nha. Nè anh chị thấy không, cái này là cái vòi của nó nè mấy chị. Cái vòi nó nhú nè, thấy không? Nè 100. Cái này là cái vòi nó nhú vòi đó nghe. Nè. Dạ mà thơm không con? Thơm. Đang vòi nè. Cái này là cái vòi của nó nha mấy chị. 150 nha mấy chị. 150 một cây này. Có 6 cây 7 cây mấy chị. Lan bạch hạt còn kêu là cây bạch câu. Cho chị nợ duyên không có một cây nè. 150. 162. Nè 150 ngàn một cây nha mấy chị. 150 ngàn. Đây đang nhú vòi nè mấy chị. Đây đang nhú vòi nè. Chốt cây này cho chị Bích Dũng Nguyễn một cây 150. Bích Dũng Nguyễn một cây. Cho chị Duyên 4 cây. Duyên cái này chị Duyên có thể ghép khúc gỗ được cho Duyên. Duyên có thể ghép khúc gỗ gì được nha Duyên ơi. Trụ xi măng cũng được. Cho chị Duyên một cặp cho chị Duyên nè. Lan rừng ngay còn kim bồ câu sao mua sẽ thơm mắt ngát. Hồng Nguyễn có chưa ta? Hồng Nguyễn chưa có. Duyên số mới 176. Cho chị Hồng Nguyễn một cây chị Hồng Nguyễn. Còn đâu đây? 150 một cây. Mai Tăng 4 cây. Còn Hồng Nguyễn. Cho Mai Tân 4 cây lan bạch hạt kêu bạch câu nè, còn đây mấy cây nữa mấy chị? Mấy cây nè. Mai Tân 4 cây cho Mai Tân nè. Cây này cao luôn. 3 cây cho Mai Tân nè. 4 cây cho Mai Tân nè. Mai Tân 4 cây cho mình nè. Lan bạch hạt còn kêu là lan bạch câu nha mấy chị. 150 ngàn một cây.
1,50 một cây à. Ở đây còn được 6 cây nha mấy chị, 6 cây 150 một cây à mấy chị ạ. 1,50 một cây lan bạch hà. Còn kêu là cây bạch câu. Mặt bông của nó nè. Nè. Thơm bắt nhét. Đây ly bông nè mấy chị. Chào Nguyễn nói chị cây cao được không ạ? Ok được chị. Được. Nè. Mấy chị cơ bông của nó nè. Đẹp quá trời đẹp luôn nha. Nè. Hồng Nguyễn thích cây cao hả? Để đổi với chị Hồng Nguyễn cái cây này nè. Hồng Nguyễn số mấy á? 1,4 đổi. Mai Tăng đổi lại. Cây lùng đổi lại cây cao hả? Nè có hai cây lùng. 1,4 đổi. Nó cũng vậy nha. Nè đổi lại hai cây này cho chị Mai Tăng nè. Chưa. Mai Tăng số 1,75 cây lùng đó là cây cao. 1,75 nè. 1,75. Mai Tăng cây lùng đổi cây cao đổi trực tiếp. À em nói là cái này người ta nói ho là nhai cái này đó mấy chị. Nhai là cũng hết ho đó mấy chị mà em muốn biết xài. Này mua về tách ra cỡ ba cào chậu á nó nhanh lắm nó lùm mấy chị. Đẹp. Chậu này là 150 một cây nha. Anh chị nào có chốt bạch câu còn kêu bạch hạt giúp em nha mấy chị. Giá 150 một cây. Có 150 một cây à. Nè. 1,50 một cây đồng giá. Em không có thêm bớt gì trơn mấy chị. Không có thêm bớt gì trơn. 150 một cây. Nó còn gì đây đó chị. Cây của chị Bích Diễm Nguyễn nó lùm mà. Lùm đổ uổng á. Đổ uổng á chị, nó cũng vậy à. Nó nhanh cao mà. Cái gì vậy? Anh chị ơi, em có lô này ngon lành lắm mấy chị. Em có lô cho mấy chị, cái lô này là cái lô đồng tiền tím. Cây đẹp. Lô đồng tiền tím mà em bán mấy chị cặp có 250 à. Đâu, để coi giá. Su từ từ nha. Xóa nha mấy chị, xóa nha. Em có lô đồng tiền tím này, cây đẹp lắm nha. Cây lớn. Lô đồng tiền tím này đang hot nè mấy chị. Nha, nếu nguyện một cây bạch hạt lùm. Đồng tiền cặp 280 mấy chị. Cây lùm. Một cặp bạch lan bạch hạt, cây bạch câu. Chậu này là 280 ngàn. Em lên cho mấy chị một cái lô đồng tiền tím, cây lùm. Một cặp của nó là 280 ngàn. Anh chị lấy lẻ một cây. Em để mấy chị 150 luôn. Bông rất là dài, đẹp dữ dằn đẹp. Đẹp lắm nha mấy chị. Đồng tiền cây lớn. Riêng về cái lô đồng tiền này đang rất là hot. Chứ giờ tại sao? Bông chủ bông nó dài, nó bền, nó đẹp. Cây này là mấy chị chốt một cặp 280 ngàn. Lấy lẻ một cây gặp đơm để cho mấy chị 150 luôn nha. Còn được có 4 cây bạch câu à. Anh chị nào có chốt chốt em nha. Nè em cho mấy chị coi. Cái gì kìa. Ô trời. Ê rớt con bông mày đó thừa mày. Cái gì. Khoan từ từ từ. Lên cái này trước cho chị mình cái đó. Em lên cho mấy chị có lô đồng tiền nha mấy chị. Cái lô đồng tiền tím. Dòng này đang rất là hot. Cây này bộ bông rất chi là dài. Cây đang có bông cho mấy chị luôn. Em bán cái lớn bán cái nhỏ nha mấy chị. Ủa nãy giờ em đang lên bò mà. Bò tím có lên rồi. Bò bà lưu có lên rồi mà anh đâu có chốt đâu. Bò tím bò bà lưu lên rồi mà anh đâu có chốt đâu. Lên nãy rồi anh có coi mà. Em đã lên xong rồi. Giờ em sẽ lên dòng khác thôi. Em cho mấy chị coi cái cây là cái cây đồng tiền tím nha.
Cây đồng thường tím ngon bổ rẻ cho mấy chị nè. Nè, cái này là biến thiên một bông luôn mấy chị. Nó đi bông rất chi là dài, dòng này chịu nắng rất là tốt nha. Anh chị coi nó bung bông cho mấy chị nè, nhìn thấy mê không mấy chị? Rất chi là mê. Này, cho mấy chị coi cây nè, cây lớn nha mấy chị. 150 một cây. Mình lấy một cặp đi 280.000. Bông dài đẹp lắm nghe mấy chị, lô đồng tiền này có mấy cây à? Nè chị coi cái đồng tiền nè. Bản chất của cây đồng tiền này là bông dài trên 35 bông. Mà trước giờ cái dòng này luôn vẫn đứng vị thế thị trường hay sao? Bông biến thiên rất chi là đẹp, nhiều khi nó xẹt lên cái chớp cho mấy chị luôn. 280 một cặp đồng tiền. Anh chị mình chốt một cặp giúp em. Một cặp giúp em là 280, còn lấy lẽ là 150 một cây gộp đơn. Nè, anh chị coi cây đẹp không mấy chị? Đồng tiền tím cây đẹp. Cây lớn nghe, không bán cây nhỏ. Đang có bông cho chị mình chơi luôn. Ồ, đồng tiền tím này bông này bông bối đó mấy chị. Chưa có xi nhê đâu. Cặp có 280 mấy chị ơi. Mua cái đồng tiền về ghép chơi đi. Tại đồng tiền nó là cây hàng thiết kế đó. Với lại một điều nó là cũng là một cây dạng cây lâu năm luôn. Bộ bông là dài trên 35 sen. Bền giữ dằn bền. Đồng tiền này, đồng tiền tím này dễ biến thiên. Nó hay lên hàng chớp. Thiệt, lô đồng tiền mấy chị thấy không? Hay lên hàng chớp, hay sẹt nhiều. Kể cả cái mặt bông này mấy chị thấy lạ không? Bò thiết kế hả? Không có. Bò thiết kế chỉ có bò tím thôi, không có bò blue. Bò thiết kế chỉ có bò tím thôi, anh đợi đi. Có bò tím, bò vàng. Bò thiết kế thì em chỉ có bò tím, bò vàng, không có bò blue. Nè, 150 một cây lựa đồng tiền vàng. Cây đẹp thế này có 150 đó mấy chị. Đang nụ nha. Anh chị mình lấy một cặp giúp em đi, 280.000 đồng tiền tím chứ quên. Cây là cái cây đồng tiền tím, cây đẹp lắm. Ngon luôn nè mấy chị. Đồng tiền tím nó dễ làm bông nhiều lắm nha. Dòng này chịu nắng tốt. Chậu này chậu size 18 nha mấy chị. Chậu size 18, không phải là không còn là chậu nhỏ đâu. Cây này anh chị mình mua, một á là ghép bằng thiết kế, hai là để nguyên vậy treo lên chơi. Dạ chốt cho chị Hồng Nguyễn ở cây nha. Đồng tiền gặp đơn, 150 gặp đơn, em cảm ơn chị. Nè đồng tiền tím nha mấy chị ơi. Cây đẹp quá trời, đang nụ nè. Cây đồng tiền tím không đương nhiên mà nó có được chậu như thế này cho mấy chị đâu. Ê mấy chị, bản chất của cây này xuyên bông, lực đi bông mạnh, đẩy bông cho mấy chị thành nhiều bông. Mà được cái là bền lắm nghe mấy chị. Không đương nhiên mà được chậu thế này cho mấy chị đâu. Tại bản chất của cây này nó dễ làm bông, bông nó dài nên mới được đi như thế này. Và kể cả khách trồng cũng vậy. Nè cái này người ta mua, khách mua mà người ta ghép cây nè, mấy ghép trụ nè mấy chị. Đây của chị Trang Phú Quốc nè. Chị ghép lên trụ nhìn đẹp lắm. Đây, đây là cái chậu đồng tiền của khách em mua về chăm. Đi bông dài dữ dằn nha. Minh chứng cho mấy chị thấy. Kể cả nói chung là cái dòng này nó dài lắm mấy chị ạ. Nó không có ngắn bông. Anh chị coi nè. Là cái chậu đồng tiền tím mà nó dài bông tới nỗi mà phải cầm cái cây ti lên đó mấy chị. Nè, nó đi bông cái này cho mình nè mấy chị coi nè. 150 một cây đồng tiền tím nha. Anh chị mình lấy một cặp đi. Một cặp em để cho mấy chị 280.000 luôn. Chậu này chậu size 18 đó mấy chị. Em có được 4 cây đồng tiền tím nè. Còn được 4 cây nha. Em mình có được cái lô anh Ba Phú Hoa đẹp, có lọc lê lên lọc lê. Xong lên hàng thiết kế cho. Anh trai đẹp đợi tí đi. Em có được chậu bò tím hàng thiết kế 280.000. Bò tím hàng thiết kế 280. Bò tím hàng thiết kế là 280.000 á. Nè đang có vòi nè đẹp không? Đồng tiền này là cặp này là 280.000. Anh chị nào có chốt đồng tiền tím thì chốt giùm em nha. Lẻ là 150 một cây. Cái cây anh Ba Phú Hoa này bán 60.000 cây mấy chị. Mặt bông nó đẹp quá trời. Bông bự nè. Trên 4 ngón tay nha. Anh Ba Phú Hoa nó mất giống lâu rồi, giờ mới có giống lại đó mấy chị. Xích Long em không có hàng, chị Ru Nguyễn ơi. Xích Long không có đâu. Quán Long thì còn có chứ còn Xích Long nó không có hàng. Hả? Gần cái lô đồng tiền bên ngoài á. Mấy cây ấy vậy? Sát gần không nè á. Thank you.
Một cặp đồng hồ tím chúc chị Thỏ Con 280 à. Em cảm ơn chị Thỏ Con nha. Hả? Cái rổ mà ngay kể ông đĩa. Không có luôn à? Có chứ. Nè đẹp trời ơi, cái vòng của nó này mấy chị một. Dạ. Lựa cho chị cái chậu là lửa tím đẹp cho anh ra đẹp coi đi. 2 găng. Đường 3 găng tay còn bung nữa. Còn bung nữa. Đây. Anh chị coi cái cây đồng tím nè. Một cặp này 280.000 còn được một cặp luôn nè mấy chị. Đang có nụ to nở luôn nè. Cây đẹp quá trời. Chốt luôn cặp này đi mấy chị. Cây này hàng thiết kế chỗ to. Hàng thiết kế chỗ to. Anh chị nào có chốt cặp đồng tiền tím thì chốt giùm em 280.000 cây đẹp nha. Haribo bông dài lắm mấy chị ơi, mê lắm. Đang vội nha. Cặp 280. Lấy lẻ là 150 một cây. Nè anh ơi. Cái chậu lưỡi bò tím mang thiết kế đi hai hướng cho mình đang được 4 ngầm bông. Chậu này là 280.000. Riêng chậu lưỡi bò tím này thì anh mua về anh chỉ có chuyện treo thôi, không có cần phải sang chậu ra chậu gì hết. Nè anh trai đẹp có coi ok thì chốt nha. Chậu lưỡi bò tím này 280. Có được chậu nhất luôn. Một chậu lưỡi bò tím duy nhất 280.000 luôn. Nè 280.000 chậu này nha. Đang được 4 vừa bông. Có nở có nụ cho mình. Cây cao anh nha. Đây là cây cao chậu thiết kế selfie 25. Rễ bám ra hết luôn cho mình luôn rồi. Đó cây cao. Em nói là tại vì cái lưỡi bao tím của mình là cao tầm này là nó đã quá cao. Còn cao hơn là không có cao hơn. Cỡ tầm chừng này là ok rồi. Nó chỉ có nhích lên cho chị mình khoảng tầm 20-30% nữa là tối đa thôi. Nhưng mà nó lâu. Cái này thời điểm này là thời điểm nó đi bông. Nên là ít có phát triển về chiều cao. Sẽ phát triển về cái thân cho mấy chị. Hoặc là nó bung mầm cho chị thôi chứ ít phát triển về chiều cao. Chậu này là 280.000. Chậu lưỡi tím bằng thiết kế. Anh chị nào có chốt cái cặp đồng hồng tím thì chốt giùm em nha, có được cặp nè. Hello chị Trần Thu nha. Đồng hồng tím này là 150 một chậu. Anh chị lấy một cặp giúp em là 280 giùm em nha. Đồng hồng tím một cặp 280.000. Xinh xắn hả? Em có chị Hà Ngọc, em có xinh xắn. Em có được cái lô xinh rồng lửa. Xinh rồng lửa hoa thơm luôn. Có được cái lô xinh rồng lửa cây đẹp. Đang có giá cho mấy chị mình là 3 cây 201. Xinh rồng lửa. Lô cây đẹp lắm. Mà em tính là để mai lên. Thôi chị lấy thì em cho chị coi. Riêng về xinh rồng lửa này khi mà lên bán cho mấy chị lô này em vẫn là bao hàng cho chị mình, bao giá. Bao hàng cho mấy chị luôn. Có không? Ô là trời. Để xuống đi. Để cái đó chị lên cái đó cho nè. Anh chị ơi có được mấy cây anh Ba Phú Hoa nè. Em bán rẻ cho. Anh Ba Phú Hoa này 60.000 một cây. Còn được có vài cây luôn nè mấy chị. Hết hàng luôn rồi. Lấy hết 4 cây Ba Phú Hoa này em để cho mấy chị 200.000. Mặt bông anh Ba Phú Hoa nè. Hàng sưu tầm nha mấy chị. 4 cây đang có bông chơi nè. Có bóng cây nha mấy chị, không có nhiều. Bóng cây Ba Phú Hoa này 200.000. Bông bự cho bá lửa nè. Đây là chị mới là bông bối nha mấy chị. Anh Ba Phú Hoa này bông to đẹp chú lắm. Có được combo bóng cây anh Ba Phú Hoa 200. Chốt đi mấy chị, giá này em làm giá cực rẻ luôn nè. Anh Ba Phú Hoa là cây hàng lá không. Thị trường đang bán mấy chị với mức giá 70.000. Tại sao anh Ba Phú Hoa lại giá cao như vậy? Tại vì cái anh Ba Phú Hoa này là một cái dòng anh Ba Lai hot nhất thời điểm cho mấy chị 2 năm trước và mắc giống sau 2 năm. Cây này bông to đẹp nha. Đây nó mới có giống cho mấy chị. Đặc biệt là hàng này không có hàng thiết kế. Anh Ba Phú Hoa còn được 4 cây này em để cho mấy chị 200 luôn. Cây đẹp. Combo 4 cây anh Ba Phú Hoa này là 200.000. 3 cây nha. 4 cây 200. Bông này là có bông bói cho mấy chị về chơi rồi đó. 200.000 có lô anh Ba Phú Hoa này thấy chưa, còn sao? Rồi có ai reo dưới rồi. À, cái đó là cây Bình Thiên Vương.
nè, đây là mặt bông của cây anh ba. Cái cây à, trước bằng anh em là cái cây thỏ ăn kim đó mấy chị. Hồi nãy em còn sót được vài cây thỏ ăn kim á. Nè chị chốt anh ba Phú Hoa, chị chi 4 cây 200, có hơn chị Trần Chi à. Anh chị ơi, còn được mấy cây thỏ ăn kim nữa mấy chị. Bông này mấy chị phải chơi khoảng 4 tháng, nó rất là bền. Riêng về nói về dòng tay thỏ nha, bông rất chi là bền, mặt bông đẹp quá trời rồi mấy chị à. Thỏ ăn kim. Nè anh chị ơi, em còn được có 2 cây anh ba Phú Hoa lá luôn nè. Lấy luôn đi, em gộp cho 60.000 gộp đơn. 60.000 gộp đơn. Nè, đổi với chị Phương Trúc 2 cây thỏ ăn kim này nè. Mặt bông của cây thỏ ăn kim cho mấy chị coi nha. 93 đổi. Còn được 2 cây anh ba Phú Hoa là 60.000 gộp đơn nữa mấy chị. Chị Chi mua luôn đi. Để chúc Minh Anh luôn là 60.000. Thỏ ăn kim cây đang có vòi nha mấy chị, 70.000 một cây thỏ ăn kim. Bông này siêu bền mấy chị. 3 cây 200, 4 cây 24 thỏ ăn kim. Cây đang vòi đẹp nè. Đang vòi nha mấy chị ơi, 3 cây nè. Đang có vòi nha. 4 cây thỏ ăn kim này là 240. Dendro nắng thỏ ăn kim là mặt bông của nó là màu vàng, lưỡi là lưỡi màu đỏ nâu cánh sắn. Thỏ ăn kim nó cũng rất là bền, bền như cây thỏ 7 màu của mình. Chị Minh Anh chốt luôn rồi chị ạ. Bông bền, xuyên bông, chịu nắng tốt. Và cây này chị mình chơi gần được 4 tháng, đó là cái lời em cam kết cho mấy chị. Thỏ ăn kim rất là bền nha. Anh chị bỏ ra 70.000 một cây, nhưng mà cái sự mang lại cái độ lực bông về cái độ bền bông của cây này mang lại cho mấy chị rất chi là cao. Chốt mất tiêu rồi. Chốt mất tiêu rồi. Ừ, lên mấy cây vanda khủng đi. Anh chị ơi, em có được mấy cây vanda khủng. Vanda khủng nghe mấy chị. Cây này là đảm bảo cho mấy chị là hàng cái kia em bán cho mấy chị 150 là không có xi nhê luôn. Không có một chút xi nhê đúng. Anh ba, cái vanda là vanda khủng. Gọi là vanda khủng long mấy chị nha. Cây là cái cây thuần. Mấy chị nhìn vô là mấy chị biết hàng khủng long liền. Trước giờ mấy chị chưa muốn có mua vanda khủng long đúng không? Riêng chị nhìn vô cái là nhìn mấy chị biết anh ra khủng long luôn. Chuẩn bông to nhưng mà không biết màu gì, tại trường vườn lâu. Nè, cây vanda này là 220.000 nè mấy chị coi nè. Riêng cái cây này đã bán cho mấy chị 150. Đúng không? Đây, em bán mấy chị 220 một cây vanda. Bồ lưu còn á chị Kim Ngân còn. Bồ lưu là cặp 250 á. Chị Ngân lấy một cặp đi, có lấy nếu mà chị Ngân lấy lẻ thì 140 một cây chị Ngân. Đây là cây vanda đảm bảo mấy chị là bông to. Bông to. Bữa em đi vừa em biết cái rồi. Mà em có chụp mặt bông lại. Nó có hồng, nó có tím, nó có vàng, nó có xanh lu luôn. Đó. Tại vì cái này người ta trồng lộn xộn nên là không biết chắc được bông. Nó có hồng đớm cho mấy chị luôn. Đảm bảo mấy chị là bông to. Nói chung mấy chị tin tưởng mua thôi. Giờ không có dấu bông nữa đâu. Thần lâu lắm rồi. Chậu vanda này là 220.000. Nha. Cái cây là cái cây mẹ bồ con, mà con này là cũng có bông. Cây mà, em không có biết màu chị. Tại vì cái này là khi nhập về trồng nhiều nó lộn xộn mình không có nhớ hết được. Nên em bán một sổ. Nhưng mà đảm bảo chị Kim Anh Dương là cây bông to. Không có một cái cây nào bông mini cho chị trong lô này. 220.000, dạ chưa. Thấy đi xong cái này em lên. Em bán xong vanda cái em quay lên em quay game này nha. Quay liền luôn. Cây này là 220.000. 220.000 cho cây này. Cây này mà không mua nữa em nói thiệt chứ mấy chị là em biết nói sao luôn mấy chị. Vanda nè, 220.000 cây khủng long nè. Trời ơi, mấy chị mua được cây vanda nhảy con mùa dễ á mấy chị. Đa phần mấy chị mua thân đơn đúng không? Làm sao có được nhảy con. Cho chị Kim Ngân Nguyễn ngay cây bồ ba lu nụ đẹp ấy. Đúng lên. Có phần hoa lửa. Cho chị Tu Hồng một cây vanda 220. Cây vanda này là một mẹ bồng bao nhiêu con ta? Này là hai chồng nè. Hai chồng mà bồng 4 con nè. Hai chồng 41 con 220 luôn mấy chị. Phần hoa lửa là 150 một cây nhanh trần. Nè. Anh lấy mấy cây, chốt cái cặp bồ bồ luôn đi cho chị Kim Ngân Nguyễn à. 250.
cái là hai vợ chồng mà ba bốn đứa con rồi mấy chị. Chậu Vanda này là 220 ngàn, Vanda này 220 ngàn nha mấy chị. Phượng hoàng lửa có mặt bông không ta? Mặt bông cái phượng hoàng lửa đâu? Dạ được. Cây này cây hàng lá anh Danh Duy ơi, cây hàng lá này, cây phượng hoàng lửa nè, cây phượng hoàng lửa đẹp lắm, em bán 150 một cây phượng hoàng lửa, đẹp quá trời luôn. Để lấy cái nụ cho coi, xin đồng lửa chị Hà Ngọc để em tí nha. Ngọc nè, em cho chị Hà Ngọc coi mặt bông của cái xin đồng lửa nè. Một cây Vanda này gặp đơn chị Thanh Thiếu Nguyễn, em quá trơ treo ha. Nè mặt bông của cây sinh đồng lửa nó đâu rồi nè chị. Cây sinh đồng lửa này em đang bán cho mình 3 cây 101 bao chuẩn giá chuẩn bông. Nè cây phượng hoàng lửa em lên cho mấy chị cây nụ nha, là cái cây sinh đồng lửa trước đó mấy chị. Đây là sinh đồng lửa rách phượng hoàng lửa à, cái rách phượng hoàng lửa em ơi hết rồi, không còn rách phượng hoàng lửa danh Trần, không còn rách phượng hoàng lửa. Một cây Vanda chị Trần Tu nè, chị Thu lấy trời cái đây là cho chị Thu cái cây cao này, trời ơi chị Thu khủng long thiệt chị cô ơi, mẹ một con nha. Với là cây phượng hoàng lửa đây cho chị Thu nghe, nụ to nè, sắp nở chị Thu nè, hai ngồng luôn nè. Cây Vanda này 220 ngàn chị Trần Tu nè, cao khủng long luôn. Một cây phượng hoàng lửa 150. Còn được hai cây Vanda nữa hết mấy chị nè, cái là một mẹ bồng hai con luôn. Vanda này là 220 ngàn, mặt bông của cây phượng hoàng lửa đẹp quá trời luôn nè mấy chị. Cây đang được hai ngồng luôn 150. Phượng hoàng lửa thì 150, cái là nắng phượng hoàng lửa. Phượng hoàng lửa cặp bao nhiêu cũng giá 150 cây. Chị lấy được cặp em để cho chị 280 ngàn, em bớt chị 10 ngàn chứ cũng giá cặp chị. Về này giá cây em muốn giá cặp. Phượng hoàng lửa là chị biết nhiêu, 170 cây đó. Em bán 150 lấy đi cây để cặp 28, bớt 10 ngàn đó. Bớt 10 ngàn chị. Nè cây Vanda nha, Vanda này 220 ngàn mấy chị. Có chốt cây Vanda chốt giùm em 220 nha. Nè chị coi nè. Nè chốt. Nè chốt cặp và phượng hoàng lửa này cho chị nha. Minh Anh nè, em đợi chị Minh Anh cây ngồng nha. Nè cặp phượng hoàng lửa 280 chị Minh Anh gặp đơn. 31. Còn phượng hoàng lửa. Đẹp quá trời. Màu đẹp nổi bật lắm mấy chị ạ, màu nổi bật. Anh chị chốt nốt Vanda giùm em đi, còn được 2 cây em quay game cho khách luôn. Vanda là 220 ngàn, đảm bảo bông to. Đảm bảo gì bông to. Vanda là cây 220 ngàn, đẹp quá trời đẹp. Cây là cây hàng khủng long rồi đó nghe mấy chị. Cây thuần vườn kỹ, rất chi là kỹ rồi đó. Vanda là 220 ngàn. Để coi phượng hoàng lửa còn không nha. Ui là trời, cái điện thoại của ai mà reo tréo từ nãy giờ. Mấy đứa phòng của con gái. Lấy anh cặp Vanda xanh hả? Vanda xanh là đang có giá sale. Cặp 220 ngàn cho anh Danh Trần. Hello chị Hồ Thanh. Nè Vanda xanh lưu đang có giá sale nè mấy chị. Nè. Tại vì em sale rằng em về trống chỗ, rằng em về em lên cho mấy chị có lô bông. Lô bông ở vừa. Nè Vanda xanh lưu nè mấy chị. Nè. Coi đỡ anh bông đi. Nè, cái này là Vanda, cái này kêu là Vanda tím blue. Cái là Vanda tím blue nha. Còn cái này em đơn lên cho mấy chị là Vanda xanh lưu để tí nha. Em sale cặp 200, em bán 150. Cặp 280 em sale cặp còn 220 à. Mấy chị biết em sale sao sale không? Em sale cho đẩy đi lận. Em lên cái lô lan mới. Về nó ngập trời ngập đất luôn kìa. Bây giờ ăn ngủ với lan luôn đó. Anh hỏi em anh Duy là anh hỏi em cái cây gì anh Duy? Cây Vanda hả? Để nguyên treo, không có cần ra chậu anh. Vanda là người ta trồng vậy á. Nè Vanda xanh lưu nè. Em lên một cặp chanh Danh Trần cái gì? Danh Trần một cặp 220 nè. Vanda xanh lưu không thơm anh nè, à? Không. Nhưng mà bông to lắm. Bông to đẹp lắm anh ơi. Vanda xanh lưu là em bán mấy chị 150 một cây. Đi một cặp là 280 nhưng mà sale luôn cho mấy chị là 220. 220.
cái giá này rẻ lắm, mấy chị là với chị Thang em là hết chỗ treo rồi đó. Chị Hồng Thanh, bữa nào ca bài ca khác đi, bữa nào bài ca cũng hết chỗ treo, bữa nào bài ca cũng hết chỗ treo. Chị ca bài ca khác giùm em nghe em thuộc lòng luôn đó chị Thanh. Cái banana xanh lú, banana xanh lú nằm đâu góc không đó. Nè Phượng ăn lửa còn được 2 cây nữa nghe mấy chị. Phượng lửa 3 cây chứ. Phượng lửa là 150 một cây. Dendro nắng Phượng hoàng lửa nha. Cây đẹp quá trời, một bông của nó nè. Anh Danh Trần đợi tí nha. Vanda xanh lưu đang sale một cặp là 220 ngàn. Em chốt cho anh Danh Trần cái là cái em quay game mấy chị cái. À cái này biết rồi. Cây dưới vườn, chị bán dưới vườn mà chắc ấy xả. Cây này dưới vườn. Ủ lên chốt xanh làm gì đâu lấy. Cái đó là chị bán dưới vườn á. Nó có màu đó. Nè. Một cặp vanda xanh lưu chanh nè. Là 220 ngàn cho anh Danh Trần nha. Này Danh Trần một cặp 220 nè. Còn được cặp mấy gì đọc lên. Đây. Anh chị ơi còn được 3 cây vanda xanh lưu, chị lấy giùm em luôn đi. Em đang sale kịch liệt đó. Này chị Kim Ngân Nguyễn một cặp vanda xanh lưu nè. Đây còn cây nào cho chị cặp chung đi, chung cái này cặp 220 luôn, chị sale luôn đọc lên. Chị quay game cho khách nè. À, Phượng Hoàng lửa không có thơm nhưng chị Nhân ơi nó đẹp chị Nhân. Bông này chơi trên 3 tháng chị nha, khoảng 3 tháng rưỡi. Màu đẹp khủng khiếp luôn. Mỹ Nương một cặp vanda xanh lưu nè. Em đang sale kịch liệt 220 đó. Em sale cho trống chỗ thôi chứ cây thật sự không có gì hết trơn mấy chị. Vanda bây giờ giá của nó là 220 một cây hết trơn rồi. 220 một cây rồi đó. Mỹ Nương một cặp nè. Đúng rồi em bán mấy chị là 150 cây cặp 280 mà em biết mà. Cho chị Trần Thu một cặp vanda xanh lưu hả, kiếm giác cái còn lúc đây. Chị Trần Thu ơi, em chốt cho chị cây mai em tự chọn cây nha. Giờ hết biết trường ấy rồi. Để quay game khách nha. Tự chọn chị cây nha chị Thu. Nè rồi lên quay game nha. Game tặng cho mấy chị một chậu lan neo thơm. Anh chị em có được 2 cây lửa mua tím luôn nè. Chốt nốt em đi cặp này để 120 luôn. Lửa mua tím 120 nha. 2 cây 120. Dạ cảm ơn chị Trần Thu nhiều. Còn được cặp lửa mua tím 120 sale luôn cho mấy chị á. Không có gì em bán 70 ngàn nãy đó mấy chị. Mà còn 2 cây thì chốt nhanh luôn đi. 120 ngàn cho em đi. Cho chị Hoàng My Nương 120 gặp đơn nè. Cho nó đang tải được có 600 bình luận nha mấy chị. Để tí nha. Mấy chị cho mấy chị vô, mấy chị chấm giùm em 1 phút để em lót hết comment của chị mình. Em quay game cho mấy chị cho nó dễ nha. Anh chị vô chấm tương tác đi. Em quay game cho nó dễ trúng mấy chị. Nhớ là qua game hợp lệ là mấy chị chia sẻ 2 lần chứ được công khai giúp em trong vòng thời gian nha. Khi em vô coi là phải 2 cây phượng hoàng lửa cho chị à. Chị Nhân là ok chị. Chị Nhân 2 cây phượng hoàng lửa. Đem đâu nắng phường lửa. Ok chị Nhân này tiếng nha chị Nhân ơi. Em cho mấy chị chấm cái đó. Làm em lên cho mấy chị. Em lựa cho chị cái nụ nha chị Nhân để tí. Phường lửa là cặp 280 ngàn em ơi cặp. Cái gì lẻ 150 nè. Lẻ 150 cặp 280 ngàn. Tưởng là chị chưa chị để giá cho chị Minh Đăng. Minh Đăng là cặp 280. Này chốt cho thêm cái vanda xanh lưu này cho chị Thằng Thu nè. Nè cây này nói ngày nãy thấy không, nhú hò luôn nè, sale chứ mà ngon lành luôn nè. Trần Thu thêm cây vanda xanh lưu nè. Ê cho chị 2 cây nha, 2 cây phượng hoàng lửa nụ to cho chị Nhân cái đi. Trần Thu đâu Trần Thu 179 thêm 2 bên thêm 1 bên vanda xanh lưu hết chỗ treo là có thật em ơi. Chị không muốn nói xào đâu. Thì đó, nhưng mà bữa nào chị nói giảm nó cấm nè Yến ơi. Mà chị nói cái khác giùm em nè chị Nhân nè. Chị Nhân cặp phượng hoàng lửa chị Nhân nè. Em cảm ơn chị Nhân nhiều nha. 280 ngàn á. 280 chị Nhân nè. Em lót hết comment mấy chị đang quay game cho nó dễ. Cho chị mình dễ trúng.
gì? Trời ơi, nó gọi từ nãy giờ luôn á. Vậy đó, nó cái điện thoại của ai mà nó gọi từ nãy giờ? Điện thoại chứ không phải báo thức. Báo thức là nó báo xíu rồi nó ngưng. Nó ngưng 10 phút xong rồi nó báo lại. Ôi trời. Đưa cây panda đó chị xeo cho Lộc này. Chứ ai rảnh rồi điện liên tục. Chắc là đang có cuộc chiến chiến tranh lạnh. Quay game nha. Em có được hai cây panda nè. Cây là cái màu này cho mấy chị có bông màu này nè. Panda màu tím bi. Panda màu tím bi với cây panda này là panda eco à. Qua panda màu cam đớm. Màu cam đớm, màu vàng đớm mấy chị. Cặp này em để cho mấy 180.000, 90.000 cây. Cây là cây thùng vườn nè. Cây thùng vườn mấy chị nè, bộ có bông mấy chị. Đây mà lên đây gửi khách không có được nên là để đây nè mấy chị. Là bông đây. Cái cây là cái cây... cái cây eco vàng nhưng mà vàng đớm. Cây là cái cây màu tím bi. Cặp này em để cho mấy chị 180.000 luôn. 180.000 nghe, màu tím bi bông đẹp không? 180, chị nào có chốt em quay game. Quà game là cái cây lan neo. Lan neo một bụi neo lầm. Một bụi neo lầm cho mình. Quay game luôn cho mấy chị nha. Ê cái cục điện quay hết bên sạc bên chị. Anh chị nào có chốt nốt cho mấy cây. Đưa cái cây phượng lửa nó to chứ luôn đi cho chị luôn đi. 150 nó mấy chị ạ. Còn được cây phượng lửa đẹp quá trời luôn mấy chị ạ. Cây phượng lửa này nụ to đang nhú rồi nữa nè. Đang nhú rồi đẹp luôn nghe, cây phượng lửa nụ to. Này đang nhú bông nè. Quá đẹp luôn, chuẩn bông 100%. Cây 150 nha, chị nào có chốt giúp em. Đen rau nắng phường lửa. Bông đẹp và bờn dữ dằn mấy chị, màu đỏ hồng. 150 nha. Ê mà mấy đứa này đi chơi hết trơn rồi mà. Nó đi chơi hết trơn, nó bỏ điện thoại ở nhà hay gì. Cái gì cho. Anh Hân Đức Vũ. Hân Đức Vũ. Một cho anh Hân Đức Vũ à. Vậy lúc này đang đeo màu trắng chị. Hai cho anh Hân Đức Vũ. Ba. 4 chanh ăn Đức Vũ. Anh comment 1 giờ trước á. 5 chanh ăn Đức Vũ. 6 7 8 9 10 10 lần thứ nhất. 10 lần thứ hai. 10 lần thứ ba. Anh comment 1 giờ trước mấy chị. Anh hỏi em là có học gắm bao nhiêu thôi. Em quay lần tầng thứ hai cho. Thì vô mình nghe máy đi, mình nói nó đi chơi rồi. Để nó gọi hoài.
Rồi ai? U là trời. Bữa có cây lan leo mà nở quá trời vong hả? Nãy em bán cách mua quá trời luôn á chị Hồ Thanh. Cây lan leo nè, mà em bán bụi giống mấy cây luôn á. Một cây của nó là 201 rồi đó, mà em bán bụi có 170 ngàn. Tiến Minh, Tiến Minh nè. Một à, hai cho Tiến Minh, ba cho Tiến Minh. Mấy nay còn đúng những thích không có ở đây. 4 5 6 cho Tiến Minh nè, 7 cho Tiến Minh, 8 9 10 lần thứ nhất, hay rất, 10 lần thứ hai, 10 lần thứ ba, quay lại lần nữa nha. U là trời. Ủa rồi. Quay lại lần nữa. Hôm nay em cũng bị 13 lần không trúng. Ai vậy? 13 lần không trúng xong rồi đọc mã giống như chị á. Chị đôi chân đâu trúng. Sáng 10 game luôn hả? Dạ, sáng cũng bị game 3 lần. Tại vì mấy mấy ngày em lai rồi. Không có bị game được rồi. Không có bị game. Sáng cũng bị lại. Sáng mấy lúc bị đơn? Sáng mấy lúc bị đơn? Mười mấy lần. Mười một đơn luôn luôn qua lên game đúng không? U là trời. Chứ nói mà chị sẽ đẹp cưng như sách bảo tàng đó, chị sẽ đem cưng đi lộng kính treo tường đó. Cây đợt này móng trúng nó đọc mã nha. Chị Dân, chị Dân, chị Dân nè. Chị Dân nha. Khách mới không á? 1 Còn mình 9 phút trước. 2 à, 3 chị Dân à. Còn mình 9 phút trước. 4 cho chị Dân. Có nè. Chị Dân có rồi. Bây giờ để kiểm tra em chị có chia sẻ 2 lần không? Chị Dân nha. Có rồi, nhưng mà để coi kiểm tra có chia sẻ 2 lần không chị. Cách chơi quá trời bông luôn. Cũng giống thành bụi rồi hả? Mà chị thơm không? Đi bông quá trời. Chị Dần comment nhiều nhiều nên kiểm tra chị có chia sẻ 2 lần không nha chị Dần ơi. 1 lần, 2 lần có nè. Chị Dần có chia sẻ công khai 2 lần 9 phút trước hợp lệ nha. 2 giờ trước, 2 giờ trước 2 lần. Hợp lệ nha chị ơi. Ok chị. Tặng cho chị một chậu lan leo. Em có chậu này đẹp lắm, thơm lắm mấy chị, brush nữ hoàng bóng đêm. Hai chị chậu có chậu brush nữ hoàng bóng đêm ơi. Tại sao nó kêu là nữ hoàng bóng đêm? Tại vì hoa nó tỏa hương ban đêm rất là nhiều, thơm lắm. Cây lầm lắm mấy chị. Ừ, em bán tính mấy chị tính giá lá 180 chậu mấy chị rẻ. Lùm. Chậu này người ta bán 200 mấy một chậu nè mấy chị. Đây là brush nữ hoàng bóng đêm hoa thơm nha, cây lầm khủng khiếp. Em bán mấy chị 180 một cây thôi. Bán tính lá cho mấy chị thôi nghe không tính bông. Cây này người ta tuần vườn rất là kỹ. Chậu này là chậu brush nữ hoàng bóng đêm, cây lầm đẹp nha. 180. Bữa giờ mấy chị hỏi em brush nữ hoàng bóng đêm mà đâu có hàng đâu bán. Cái cây này nè. Dạ có Uruguay, có Tài Lê có Uruguay. Em có luôn Uruguay nè. Em có cặp Uruguay nè. Chậu to. Brush nữ hoàng bóng đêm này là 180 ngàn mấy chị. Mấy chị mua bụi 180 của em bằng mấy chị mua một nửa bụi thế này người ta bán 250. Riêng về dòng của rách nữ hoàng bóng đêm là thơm lắm mấy chị. Rách nữ hoàng bóng đêm thơm lắm. Rách nữ hoàng nó chỉ thơm đêm, nó không thơm thơm ban ngày nha. Nghe mấy chị, người ta mệnh danh là cây nữ hoàng bóng đêm. Em có được cặp Uruguay này nè. Cặp Uruguay này cặp lớn nha.
anh có chút nhanh cặp Uruguay em để cho mình 230 nghìn, có đúng một cặp Uruguay cho mình 230 cặp này, Uruguay chậu to 230 nghìn một cặp Uruguay, cho một cặp Uruguay này đẹp nha, nha Uruguay giờ không biết sao cũng hiếm hàng khan hàng rồi, cái đẹp quá trời, bền lắm, Uruguay nó bền dữ dằn lắm, cặp này là 230 nghìn Uruguay, 230 cho cặp lớn này, chậu lớn nha, có lấy Uruguay này trước mai 230 chốt ca nữ hàng muốn đem 180 chị Bảo Khuê, em cảm ơn chị Bảo Khuê, rồi lấy thêm ơi chậu nữ hàng đi cho khách coi em chị. Nè, em cho anh chị coi rách nữ hồng đem nó đi bông thế này mấy chị. Coi sao tâm ơi không mê không được. Sao khách không săn không lụng được mấy chị. Anh chị coi có mấy cộng thế này thôi nè. Ta bán mấy chị có mấy cộng như thôi đó mấy chị. Dễ gì cho mấy chị được trồng bông nhiều thế này. Đi cây lụm thế này nè. Tách ra cho mấy chị biết bao nhiêu rồi đó mấy chị. Nè. Mấy chị coi cây lụm không? Bò rách nữ hồng bóng đêm cây đẹp nha. 180 một cây à. Đây đây đây. Cây lụm này chốt chị Bảo Khuê nè. Rồi tiếp mấy chị, cái cây brush nữ hoàng cũng đem cây lầm đẹp nha. Em bán mấy chị cây lầm nấm để nguyên tảng mấy chị không tách. Mà cây tuần vườn rất là kỹ. Tính giá lá luôn cho mấy chị luôn nghe 180 ngàn. Chốt brush nữ hoàng cũng đem chốt em 180. Buổi tối nó thơm lắm, ban ngày nó không có thơm mấy chị. Nè, brush nữ hoàng cũng đem nha. Không có hàng lá anh ơi. Ru qua này không có hàng lá. Ồ nó đi bông đẹp mấy chị ơi. Dạ không chị, chị Trần Chi gửi hàng bình thường chị ơi. An toàn. Với là nụ to rồi chị Chi. Nụ to rồi. Không có nụ nhỏ. Hà Nội chị ok bao. Bao nha. Chầu và rách nữ hoàng ống đêm này. Anh chị nào có chốt chốt em nha. 180. 180 một chậu cây đẹp luôn. 180. Sẵn đây em cho lấy cho mấy chị một chậu rách mai ca tím nè. Em cũng bán tính lá luôn cho chị mình luôn. Rách mai ca tím. Đây là cái chậu mai ca tím nè. Nè bông chùm đẹp lắm nghe. Mà cái này mai ca nó chuyển màu. Anh chị thấy không? Lúc mới nở màu tím sang chuyển sang màu hồng cho mình. Cây này còn nụ nè. Cũng bán tính lá luôn. Chậu mai ca này chị nào có chốt để cho mấy chị chậu mai ca này 170 ngàn. Red mai ca 170 ngàn. Chỉ có nữ hoàng muốn đêm là 180 thôi. Còn mai ca là 170. Nữ hoàng muốn đêm nó lầm lắm mấy chị. Cây mai ca tím là 170 nè. Brush nữ hoàng ống đêm. Còn cây là cây mai ca. Cây brush mai ca tím mấy chị ạ. Chậu này giá của nó 170 nha. 170 ngàn. Chậu mai ca này. Mai ca này còn nụ. Em cũng tính lá luôn cho mấy chị luôn nha. Còn nữ hoàng một bóng đêm 180. Nữ hoàng ống đêm ít có hàng lắm đó nha. Có chốt nữ hoàng ống đêm thì chốt. Cây đẹp á. Rồi lên cái này cho chị mình nha. Nhà chị có nữ hoàng muốn đêm rồi mà còn ghiền á. Thơm không chị? Thơm không? Đây. Anh chị ơi, em có mấy cây benzoda vàng. Ủa cái này lên từ từ. Anh chị ơi, em có mấy cây benzoda vàng. Ben vàng hoa thơm nha. Em bán cho chị mình 70 ngàn một cây luôn. Benzoda vàng của mình không phải là ben cam nha mấy chị. Mà cầm một cây ben cam. Cầm một cái bên vàng em bán mấy chị 70 ngàn mấy chị coi nè. Đây em cho mấy chị coi mặt bông của cây benzoda vàng nè. Đây benzoda vàng hoa thơm nha. Cây này em đang bán cho mấy chị với mức giá 70 ngàn. Anh chị mình lấy 3 cây 200 ngàn nữa mấy chị. 4 cây em để cho 240 luôn. Nè bên vàng của mình nè mấy chị.
Cây này thơm lắm nha. Nè chị coi cây của Ben Soda vàng nè. Cây này em chắc hẳn chị mình sẽ chơi liền. Riêng mà có lô Ben vàng này á, em vẫn mê mấy chị. Chơi cái gì chơi chứ vẫn mê Ben Soda. Khách vẫn nhận cây phản hồi rất là tích cực. Cây rất là đẹp mấy chị ạ. Rồi Ben nó thơm dữ lắm mấy chị. Nếu mà rễ gió thì chỉ có lăng neo. Thì còn riêng nên đâu nắng thì chỉ có Ben Soda cho mấy chị là người ta được mình danh là dòng hoa thơm này nhất thôi. Cây rất là thơm mấy chị. Ben vàng nó thơm. Đây 70 ngàn một cây luôn mấy chị ơi. Mình lấy 3 cây 200 ngàn cây đẹp. Combo 3 cây Ben là 200. Anh chị mình lấy 4 cây đi là 240. 4 cây Ben là 240 nha. 3 cây Ben Soda vàng này là 200 ngàn. Cây này mấy chị trồng khoảng tháng nó bắt đầu có bông bối chơi rồi. Khoảng tháng là bắt đầu có bông bối chơi. Này nó nhanh bông mấy chị. Người ta ít có bán Ben chậu size 12 ra lắm. Người ta chỉ có bán Ben cho mấy chị chậu size 16 hoặc là 18 hoặc là thiết kế lớn hơn, chứ không bán Ben nhỏ đúng không mấy chị? Đúng không mấy chị có thấy gì không? Tại vì người ta quan niệm thế này nè, khi bán một cái cây Ben nhỏ thì sẽ làm mất giá trị của cây. Chính vì vậy người ta sẽ bán cho mấy chị chỉ có bán chậu lớn thôi. Bốn cây Ben này là 240 nè, combo 3 cây của nó là 200 ngàn. 70 ngàn một chậu Ben vàng. 70 ngàn một chậu nha. Anh chị nào có chốt Ben Soda vàng thì chốt giùm em. 3 cây 200, 4 cây 240 cây đẹp. 4 cây có 240 à. Có lấy thì lấy giúp em bô la, cái lô Ben vàng này. Có anh chậu cách vàng mấy chị 150 luôn đi. Này cách đôi đi cách vàng kim cương trước màn hình. Ok. Cái cây là cái cây kim cương vàng nè mấy chị. Cây kim cương vàng 170 nè. Mà nó chỉ sẽ chuyển sang màu vàng. Nó là màu vàng rồi sẽ chuyển sang màu cam nha. Đang nụ nè. Cây này 170 một cây. Chị nào có chốt em để cho 150 hàng đài. Cây là cái cây kim cương vàng nha. Cây kim cương vàng một bông to hoa thơm. Đang nụ hoa nữa nè mấy chị. Cây 170 em để cho 150 gặp đơn luôn. Anh chị nào có lấy cây kim cương vàng rồi lấy. Cây này là thùng than nha. Giá thể là thùng than. 170 một cây. Em để cho mấy chị 150 một cây kim cương vàng. Cây là màu vàng xong rồi chuyển sang màu cam. 170 sẽ còn 150 nha. Có lấy cây cá này chốt cho em 150 luôn. Cây đẹp lắm mấy chị. Có lô cá này nào bữa đó ngoài xã trần hả? Bữa giờ ngoài xã luôn hả? Không có, không ngoài xã luôn. Không ngoài xã. Chút dư còn không có gì đó. Mười lô. Cho chị Trần Chi coi lại cây Uruguay ok chị. Chị đem tí nè. Lấy cặp Uruguay đó cho chị coi cách coi. Nè chị Chi ơi. Nè. Cây là cây nở nè. Cây nở nụ to nè. Nên là về tới chị ok, okay lan toàn luôn. Nè cái cây bên đây là cái cây nụ to lầm luôn nè chị. Nụ to nở được 2 bông rồi. Cặp này 230 ngàn. Mà cái cánh bông Uruguay này nó lạ, nó đậm nè chị coi nè. Đẹp không? Nè. Cánh màu Uruguay nó chuyển màu cho mình đẹp lắm á. Một cặp này là 230 ngàn. Em có đúng cặp Uruguay, Uruguay nó mới sao vậy, nó khang ngàn. Không còn giống. Nắng Uruguay nha, cặp 230. Chị lấy hai cây này về chị ghép vô trong thiết kế chơi. 230 một cặp Uruguay cây đẹp luôn. 230 cặp này nha, chị nào có chốt chốt em Uruguay.
hoa thì nó vẫn gửi đi vẫn tương đối cho mình. Cho nên nói chung là chị thích à, tùy chị thích ống áp. Em nói rồi, cây nó vẫn ok chị chơi. Em nói cái cây hoàng hoa tươi của mình nó vẫn có tỷ lệ rủi ro, dù là hoa nở hoặc là nụ hay là lá vẫn có tỷ lệ rủi ro cho mình. Ok thì đóng cửa hàng gửi, còn không thì thôi. Không phải là hoa tươi nó giống như hàng quần áo cho mình mà đảm bảo tuyệt đối chị được 100%. Tùy chị không ép nha, không ép. Nên nếu mà kiểu như đảm bảo kiểu như chị không ai bán được lan đâu. Nó vẫn có tỷ lệ rủi ro. Nếu mà khi nó bị rủi ro thì bên nhà vườn sẵn sàng chia sẻ rủi ro với mình. Còn nếu mà chị không chấp nhận được rủi ro thì bên em không có bán hàng được cho mình. Tại vì nó là cây hoàng hoa tươi. Hoàng hoa tươi thì hên xui, nó có tỷ rủi ro nhất định cho của mình. Còn nếu mà quần áo, giày dép thì nó khác chị. Còn cái này là hàng hoa tươi, được thì ok chốt, còn không ép nha. Không ép. Cho nó đơn giản, dễ dàng vậy đi. Rồi, em lên cái này cho mấy chị mình. Có được mấy cây là cái cây binh, binh thiên vương, mặt bông chớp cho mấy chị nha. Còn được, nè, có được cây này nè, em để cho 150. 150. Còn cây á, 150 anh ơi. Nè, em có được cái cây là cây binh thiên vương. Đảm bảo anh Nam chưa có giống này nè. Cây binh thiên vương này là được lai từ cây hồng Barbie với là cây binh Singapore xưa vào năm 1991. Và cây này rất là chi là xuyên bông, hoa viền tựa giống như là cánh chớp nha. Cây bị dư nước thì chị cắt nước giùm em nha. Với là một điều á, Mokara hả? Jasmine nương lai, Jasmine nương lai hết hàng, không còn hàng. Không có Mokara chị. Giống mới, đúng rồi. Cây binh thiên vương này em bán trước đây, trước dịch Covid khoảng 2 năm về trước. Em nhập về em bán cho khách hàng là 3 cây 120 ngàn. Tự đặt cái tên của nó luôn. Và cái cây này chính vì vậy, cái cây này sau này làm cái tên thương hiệu luôn mấy chị. Tự đặt tên nha. Em nói cái tên binh thiên vương này là shop em tự đặt cho cây này. Tại vì nó lai giữa hai dòng cho mấy chị. Là cây Barbie binh và cây binh binh Singapore vào năm 1991 gốc xưa. Cây này viền tựa cánh chớp nha. Mấy chị sở hữu một cây lan viền tựa cánh chớp. Như với giá mà bình dân em báo mấy chị 60 ngàn một cây, 4 cây 120 ngàn. Có mấy cây à? Đang có vòi. Đang có vòi. 4 cây 120 ngàn 60 ngàn một cây cực đơn. Binh thiên vương. Binh thiên vương nghe đang có vòi. Con rổ quá anh em ơi. 3 cây. 4 cây. 4 cây này là 220 ngàn. Anh chị nào có chốt 4 cây chốt em 220. Cây binh thiên vương mặt bông chuẩn 100%. Đẹp không? Bông bói đó mấy chị, chứ bông của người ta dài lắm. Cây này mới bông bói cho mình nè. Phong bông viền tựa cánh chớp mà màu bông nó nổi bật, nó xuyên bông lắm á. Cây này được trước khách quê mua rồi mấy chị nói. Chỉ phê phái cái là mặt bông nó đẹp chứ mê sao. Nó xuyên bông dễ làm bông. Nên là người ta mua. Ta mua chơi. Hồi chiều năm buổi chiều em có bán buổi chiều mà lúc lai da có còn được rổ nè. Cây binh thiên vương anh chị nào có chốt chốt em, cây đang vòi mặt bông trước màn hình cho mấy chị á, giống mấy chị có vậy thôi. Chậu này là bán có 60 ngàn luôn á trời, 60 ngàn luôn á. Đợt trước em nhập tái về em bán mấy chị 3 cây 120 mà cây hàng lá đó, cây hàng lá đó đây. Về Việt Nam mà cây thuần này này bán cho mấy chị, cây đang nhú bông mà bán có 55 ngàn 4 cây 120 là rẻ chứ có dằn. Cây viền chớp mà mấy chị, đâu phải là cái cây bình thường đâu. Nó là cây đeno nắng chuẩn mấy chị 100% á. Cũng phải là cây đeno màu, nhìn đẹp không mấy chị. Cánh hoa rất chi là sắc. 4 cây là 220 nha. Lẻ 60 ngàn á. Cây này là đâu có lầm đâu. Nó sẽ lầm nhưng mà cho anh chăm thôi. Tại vì nó mới bắt đầu làm bông mà. Không, cây có bông cũng có cho. Là một mẫu không có cho đâu. Cây là một mẫu không có bán. Cây là một mẫu không có bán. Anh chị nào có chốt chốt nha, mốt like cũng để lắm rồi đó. Cây này mai em đang bán mấy chị cũng được. Có con rổ thôi. Không có nhiều. Bên Thiên Vương 70 ngàn một cây. 36, sorry mấy chị, bán 60 ngàn luôn. Qua đây lựa. Qua đây lựa. Còn cây này là cái cây không bán. Cho qua đây lựa mà. Chiều giờ không lựa không thấy hả?
Qua đây lựa anh Nam ơi. Đặng nó bắt anh qua đây lựa đó. Đặng nó bắt anh qua đây lựa kìa. Nó muốn gặp anh á. Gì cha. Có một chuyện nữa. Nghe nói là em đi, em nghĩ cái chị nói gì vậy? Đi về nghe anh em nói là chị nói em là về để thăm chồng. Chị nói luôn. Chị hỏi ảnh hỏi Đặng đâu. Chị mới về thăm chồng. Sáng mai anh nói vậy. Lấy mấy cây chừa cho một cây. Lấy mấy cây. Lấy mấy cây em lựa cho. Còn thiếu ảnh 10 nghìn. 4 cây hả? 4 cây, một cây có cây mật bông cho anh nha. Nè. Được cây nụ to cho. Em đi apply. Thì anh lẹ lẹ về lấy nha anh. Em cây cho anh kìa. Nè cây này giống như từ cánh chớp đó. Nè 4 cây cho anh nè. Cho anh 2 cây nở rồi đó còn gì nữa. Vip quá rồi. Ru quanh chưa ai chốt chị Hoàng Mai Trương. Cặp đó nó gửi đi an toàn rồi. Cặp đó 230 đó, chị lấy thêm gặp cho. Ru quanh thì nó cũng hiếm hàng, có hàng chị. Ru quanh hiếm rồi đó. Cho 2 cây mật bông nở rồi đó nha. Thôi, còn cây thì chùa chúng ta đi. Ý là cây này hả? Ý là cây này hả? Lấy luôn cây này hả? Nó 4 cây đi. Mày lấy chổng cây này đi mày. Ông này cũng tia hay dữ lắm luôn. Thiệt luôn nhìn. Kiểu như mỗi lần like với zoom lên hay sao á. Zoom lên hay sao á. Zoom lên để nhìn rõ chị hơn. U là trời. Không, 230 chị Ngọc ơi. 230 thì em chốt chứ còn 200.000 thì em không có chốt được đâu. Hết mất rồi. Chị lấy thì ok em chốt, không thì thôi em apply. Không thôi em apply nha. Dễ lắm rồi. Mày làm gì nghe được chữ tình nữa Lộc đấy. Má nhớ nhà không mày. Rồi, má nhớ quê luôn. Ui trời. Chị Hoàng My Trương lấy Uruguay đồng hồ ok chị 230.000 gặp đơn. Chị Trần Chi comment sao rồi. Vậy nha, hết. Bye bye, apply nha mấy chị ơi, gặp mấy chị là sao.